chương 541, 22 năm, rời đi dược vương cát. Thiên kiếp sẽ tiêu tán chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là độ kiếp người đã thành công vượt qua thiên kiếp, hoặc là độ kiếp người đã ở trong lôi kiếp tử vong. Thế nhưng là, kiếp này căn bản là không có bổ xuống A. Phan bân thế giới quan nhận lấy nghiêm trọng trùng kích, trong lòng nổi lên một cổ hoảng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ tiểu tử kia, căn bản không cần độ kiếp. Vẹn vẹn trong nháy mắt hắn liền đem cái này không thể nào ý nghĩ cho ném ra não bên ngoài chính mình cũng thật sự là hồ đồ rồi, làm sao lại sinh ra loại ý nghĩ này. Nhất định là Lý Trường Sinh dùng cái gì đặc thù dị bảo mới đưa lần kiếp nạn này cho đè xuống, rốt cuộc chư thiên to lớn, không thiếu cái lạ. Có dạng này dị bảo cũng không phải không thể nào. Phan Bân nghĩ như vậy, trừ cái đó ra hắn thực sự nghĩ không ra khác kết quả. Đây chính là sinh linh trưởng thành chỗ cần phải trải qua kiếp nạn, tại đại đạo giám thị dưới, tuyệt đối không thể tồn tại đầu cơ trục lợi thế hệ. Hắn tính toán đợi Lý Trường Sinh sau khi đi ra mới hảo hảo hỏi thăm một phen, vô luận như thế nào loại tình huống này hắn cũng là chưa từng nghe thấy tại lý trường sinh đột phá đại thánh không đến thời gian một năm diệp hạo dẫn đầu theo chín tầng thuốc trong tháp đi ra tòa tháp này tuy nhiên đối với hắn ma luyện vô cùng hữu hiệu nhưng là khôi lỗi cuối cùng không có đủ nhân tính thế công cực kỳ duy nhất cứ thế mãi hắn cũng dần dần quen thuộc đám khôi lỗi phương thức tấn công cái nào sợ rằng muốn cố ý quên đều làm không được diệp hạo đối với mình tinh khí thần tăng lên cùng âm dương kiếm ý chưởng khống đã đến đạt đến trình độ nhất định muốn muốn tiếp tục đề cao mà nói cái này chính tầng dược tháp đã không cách nào thỏa mãn. Nói câu không khoa trương, hắn nhắm mắt lại đều biết tiếp xuống khôi lỗi muốn làm gì. Cho dù là kim giáp khôi lỗi, ngoại trừ thực lực càng thêm cường đại bên ngoài cùng đồng giáp khôi lỗi phương thức tấn công không cũng không khác biệt gì. Hắn cũng xác thực thông qua được tầng thứ 9 khảo hạch, nhưng là tầng thứ 9 cũng không có thông hướng dược vương các truyền tống trận, Diệp Hảo biết, đoán chừng là Lý Trường Sinh đã sớm đoạt được hạch tâm nhất truyền thừa cho nên cái này chính tầng dược tháp ngoại trừ có thể được đến một số tài nguyên bên ngoài không còn gì khác có thể thu lợi địa phương. Hà rằng như vậy chẳng bằng đi ra, tìm kiếm tiếp xuống cơ duyên. Ngốc thật đầy đủ lâu a, à, Lý Trường Sinh bố trí xuống trận pháp, tạm thời đem nồng đậm linh vụ cho các trừ, ngồi ở trên tảng đá nhìn trước mắt Diệp Hạo cười nói. Thời gian trôi qua cũng nhanh, bất tri bất giác đều 20 năm. Diệp Hạo cảm thán một tiếng thời gian dễ dàng trôi qua sau hỏi, khoảng cách thần tông quy định thời hạn còn có thật lâu, Ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Cũng không có gì dự định, chờ nếp nếp đi ra sau này hãy nói đi. Ngươi nghĩ như thế nào? Không bằng ngay ở chỗ này tu hành đi, ngươi cũng thấy đấy, nơi đây linh khí có cái này 20 năm góp nhặt thế nhưng là rất nồng nặc. Diệp Hạo lắc đầu cười khổ nói, còn tu cái gì a, à, lại tu đã đột phá, chúng ta lão tổ thế nhưng là nói, để cho ta về Hãng Thiên đột phá. Vì sao a? À? Khoảng cách Cửu Thiên môn hộ đóng lại thời hạn còn có rất lâu đây. Không yên lòng thôi. Ta hiện tại thế nhưng là ngạo nhiên tông đại bảo bối, vạn nhất xảy ra chút chuyện tông môn có thế gấp chết. Diệp Hạo lấy đùa dẫn giọng điệu giải thích nói: Đại thánh cướp mà thôi, bằng ngươi chẳng lẽ còn không có nắm chắc a? À? Lý Trường Sinh nhíu lông mày. Có a. À? Cái kia còn sợ cái gì? Ta cũng không phải là dự định rời đi cửu thiên, mà chính là còn muốn lại nịnh vững chắc nịnh vững chắc cơ sở, tranh thủ đột phá thời điểm có thế có càng nhiều hồng kiếp. Diệp Hạo lắc đầu nói: Nhân đạo lĩnh vực lôi kiếp có ba loại theo thứ tự là xanh lam cướp tím cướp cùng hồng kiếp. Trong đó lấy hồng kiếp là nhất, uy lực lớn nhất, nguy hiểm hệ số tối cao, nhưng tương đối, chỗ tốt cũng là lớn nhất. Diệp Hạo xem chừng nếu là hiện tại đột phá đại thánh mà nói, hắn tối đa cũng liền có 40 đạo hồng kiếp, ở kiếp trước hắn đột phá đại thánh thời điểm là 33 đạo hồng kiếp, mà một thế này, hắn muốn theo đuổi càng cao. Chỉ có cơ sở đánh càng lao, tương lai chiến lược liền sẽ càng mạnh, đồng thời tại tiên đạo lĩnh vực đường cũng sẽ càng tốt đi. Cửu Thiên còn có rất nhiều nơi chưa từng đi, nói không chừng liền có thích hợp cơ duyên của ta đây. Vậy được, ta sẽ không tiễn ngươi. Lý Trường Sinh bàn ngồi ở trên tảng đá, lấy tay bám lấy cái cầm tiêu sái cười nói. Diệp Hạo cũng là mỉm cười, vừa mới chuyển thân không có đi hai bước, Lý Trường Sinh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tiếp lấy. Ba. Một cái lớn chừng bàn tay bình thuốc bị Diệp Hạo nắm trong tay. Bên trong có chừng 20 viên trắng như tuyết đang dược. Không chừng cần dùng đến. Diệp Hạo cũng không khách khí, nhận lấy về sau liền rời đi dược vương cát. Tại Diệp Hạo sau khi rời đi 2 năm, Lạc Thanh Giao cũng đi ra. Nàng cùng Diệp Hạo tình huống không sai biệt bao nhiêu, chính tầng dược tháp đã đối nàng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. 20 năm qua kinh nghiệm chiến đấu của nàng đạt được lớn vô cùng tăng lên, còn có nghịch thủy hàng, cũng theo cảm ngộ cùng tu vi đề cao đạt được cực lớn tăng cường. Hiện tại cũng đã là thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, lúc nào cũng có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới. Đi ra rồi. Lý Trường Sinh cười nói. Tại Lạc Thanh Giao rời đi chính tầng dược tháp trước tiên hắn liền cảm ứng được, trực tiếp dẫn ra dược vương các bên trong trận pháp, đem nàng truyền đưa đến trước mặt mình. Dù sao bây giờ cái này toàn bộ dược vương các đều là của hắn, cũng không cần thiết nhường Lạc Thanh Giao đi chọn lựa cơ duyên. Ngươi chừng nào thì đi ra. Lạc Thanh Giao nhìn lấy giường như đợi chờ mình thật lâu Lý Trường Sinh trong lòng ấm áp, đồng thời cũng là tò mò hỏi. 22 năm trước. 22 năm trước. Đây chẳng phải là. Lạc Thanh Giao trừng to mắt nói, ngươi đi vào lúc đó liền đi ra rồi. Đúng vậy a. À. Vậy ngươi một mực ngốc tại cái này đương nhiên là vì chờ ngươi. Lạc Thanh Giao trong lòng một loại nào đó tình cảm trong nháy mắt mãnh liệt phóng đại. 22 năm, năm qua năm, ngày qua ngày, cứ như vậy ở chỗ này chờ nàng. Lý Trường Sinh theo trên tảng đá nhảy xuống tới, đi đến Lạc Thanh Giao trước mặt rất tự nhiên dắt tay của nàng. Gia nhân sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ phân phớt lên, trên mặt nàng tăng lên một tầng đỏ ửng, một đôi mắt to chớp chớp, thật sâu nuốt thở ra một hơi, đôi mắt cũng là ngượng ngùng nhìn về phía nơi khác. Như vậy thẹn thùng bộ dáng nhường Lý Trường Sinh nhìn ngẩn ngơ cặp kia mắt phượng thanh tịnh sáng ngời, hẹp dài lông mi hơi hơi rung động, trắng nõn vô hà da thịt lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, thật mỏng đôi môi giống như cánh hoa hồng, mỹ nhân như họa. Sau một khắc, nàng đột nhiên bị Lý Trường Sinh cho ôm vào trong ngực. Đến đón lấy muốn đi đâu? Cảm thụ được bên tai ấm áp khí tức, Lạc Thanh dao sắc mặt càng đỏ, như bên cạnh muộn chân trời ánh nắng chiều đỏ, kiều diễm ướt ác. Nàng nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, cũng là nhỏ giọng đáp lại nói: "Chỉ cần tại bên cạnh ngươi, chỗ đó đều được." Chính tầng dược tháp lối vào. Lý Trường Sinh cùng Lạc Thanh Giao chậm bước ra ngoài. Bên cạnh còn theo cái kia cao lớn trưởng ấn khôi lỗi, giống như hộ vệ đồng dạng, uy hiếp cảm giác mười phần. Phan Bân sau khi thấy lập tức cùng Tiểu Bạch Hủy cùng tiến lên trước, hắn quan sát đến Lý Trường Sinh cái kia vững chắc đại thánh cảnh khí tức đôi mắt lấp lóe nói. Kết thúc. Ừm, chúng ta đi thôi. Lý Trường Sinh đối Bạch Hủy vẫy vẫy tay. Bạch Hủy nghe vậy lập tức xông lên thiên khung, thân thể tại xuyên qua tầng mây về sau biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Trống cuộn trào tiếng trống vang vọng chân trời, nó chậm rãi rơi xuống, đem đầu thấp tại Lý Trường Sinh trước mặt. Không trung. Lý Trường Sinh đứng tại Bạch Hủy đỉnh đầu ngưng mắt nhìn hướng phía dưới Dược Vương Các, áo trắng lưu động lúc Dược Vương Các bắt đầu rung mạnh. Ầm ầm. Phạm vi bao trùm cực kỳ to lớn Dược Vương Các bắt đầu rung rẩy lên. Một lát sau, toàn bộ trực tiếp phục lên từ mặt đất. Chung quanh bao trùm lấy một tầng bạch quang, ở giữa không trung chậm rãi co nhỏ lại thành nắm đấm lớn, bay đến Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh tiện tay đưa nó nhận được trong tay áo. Phan Bân vốn là nhìn đến dược vương các thế mà bị cưỡng ép luyện hóa thành pháp bảo liền vô cùng rung động, đột nhiên nhìn thấy chiêu này, tụ lý càng khôn, càng là ngạc nhiên. Tiểu tử này cái gì thời điểm học được? Ta cũng không dạy qua hắn a. À. Lý Trường Sinh tại Tề Thiên Tiên Tôn trợ giúp phía dưới thu lấy hết dược vương các sau liền ngồi xếp bằng xuống, tiện tay chỉ hướng phía nam nói. Qua bên kia đi. Trống. Chương 542, không có đạo vận chân tướng. Trường Sinh, Ngươi chừng nào thì học được tụ lý càng không a à. phan bân nghĩ nửa ngày không nghĩ ra cái như thế về sau nhìn không được hỏi phải biết công pháp này thế nhưng là tại thượng của thời kỳ liền đã tuyệt tích hắn vẫn là từng tại xuống đất thời điểm ngẫu nhiên thu hoạch được cái này a à? là bí mật a à? lý trường sinh đối với hắn cười cười phan bân gặp này cũng không cần phải nhiều lời nữa mà chính là nhớ lại lúc trước cái kia đầy trơi mây đen tiếp tục hỏi ngươi là dùng cái gì gì bảo tránh khỏi thiên kiếp a à? Lý Trường Sinh nghe vậy liền biết được Phan Bân chú ý tới hắn ngay lúc đó đại thánh cướp. Không có a. À. Ta cũng không biết vì cái gì, đột phá thánh cảnh thời điểm chính là thiên kiếp căn bản cũng không bổ xuống. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ giang tay. Giống như không thể độ kiếp là kiện vô cùng đáng tiếc sự tình một dạng. Lạc Thanh Giao cũng là cả kinh. Nàng tại nhìn thấy Lý Trường Sinh thứ nhất mắt thời điểm liền phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đột phá đến đại thánh, nhưng là không cần độ kiếp. Cái này sao có thể? Phan Bân cũng là trừng to mắt không dám tin. Ngoạ tào. Thật đúng là không cần đổ kiếp. Tiểu tử này đến cùng chuyện gì xảy ra? Phan Bân đối với Lý Ngoặc Trường Sinh đặc thù lần nữa có nhận thức mới. Qua vài ngày, mấy người bất tri bất giác đã bay đến cửu thiên phương nam khu vực biên giới. Trung gian trải qua một số địa vực, bất quá mức độ nguy hiểm rất thấp, cũng không có gì chỗ đặc thù, cho nên Lý Trường Sinh đều thẳng tiếp lướt qua. Nhìn về phía trước các bay đầy trời hoang mạc, Lý Trường Sinh cũng rất tò mò hãng thiên thế giới đại lục biên giới là vô tận hãng hải. Cái này cửu thiên biên giới là cái gì? Tông môn chưa từng có đề cập tới, địa đồ đến nơi đây cũng chính là cực hạn. Cái này một mảnh trong hoang mạc lại sẽ có cái gì đâu? Tiếng. Hắn vừa mở miệng, cổ ma thanh âm liền dưới đáy lòng vang lên. Tiểu tử, chớ đi. Lý trường sinh lông mày nhíu lại, vì cái gì? Bên trong là thông hướng luyện tiên cốc truyền tống trận pháp, không có bất kỳ cái gì cơ duyên. Luyện tiên cốc. Cái kia là địa phương nào? Lý Trường Sinh truyền âm hỏi. Luyện tiên cốc tại chư thiên biên giới, tự thành một giới, là đại đạo sản phẩm. Chỗ đó có thiên nhiên cấm bay cấm chế, tiên vương còn không thể miễn trừ, mà lại nhiệt độ kỳ cao, chỗ sâu nhất nhiệt độ cao tới trình độ nào không có người biết, bên trong huyền hoàng khí còn cùng loại với nhược hóa bản hỗn độn chi khí, không nói có thế ăn mòn vạn vật, nhưng cùng siêu cao nhiệt độ cùng phối hợp cũng có thể dung luyện giữa thiên địa tuyệt đại bộ phận đồ vật, cho nên luyện tiên cốc cũng có được thiên địa dung lô danh xưng. Bình thường đều là chuyên môn dùng để tra tấn địch nhân địa phương. Nhật hóa bản hỗn độn chi khí. Lý Trường Sinh đối cổ ma trong miệng cái này huyền hoàng khí có chút hiếu kỳ. Chỉ là đánh cái so sánh, bất quá bản tọa chí thuần ma khí hoàn toàn có thể chống cự nó ăn mòn. Tiểu tử ngươi nếu là không sợ nhiệt độ cao mà nói, đi xem một chút cũng không sao. Cổ ma tự ngạo nói. Bản tọa bảo đảm ngươi không bị làm sao. Lý Trường Sinh hơi khẽ lắc đầu, vẫn là thôi đi. Nếu là dùng để tra tấn địch nhân địa phương, cái kia hắn đi cũng là tìm tội thụ. Đi thôi, tiểu bạch quay đầu thay cái phương hướng bất quá ma tôn đại nhân ngươi thật giống như đối cử thiên vô cùng rõ ràng a à? lý trường sinh hỏi hắn sớm liền phát hiện điểm này ban đầu ở đoạn mạch nhai thời điểm cổ ma liền đối cái kia hoán long môn cơ duyên rất rõ ràng giống như chẳng lẽ hắn trước kia tới qua cổ ma nghe vậy ha ha cười nói đó là tự nhiên không chỉ có như thế ngươi chỗ hãng thiên thế giới bản tọa cũng là nhất thanh nhị sở a à. chuyện cho tới bây giờ bản tọa cũng không có gì tất muốn giấu giếm ngươi ngươi có biết cái này cửu thiên đạo vận là làm sao biến mất sao cổ ma nhếch miệng lên một vệt tà mị độ công nói xin lắng tai nghe bởi vì nó cũng là bị bản tọa cho ngăn cách lý trường sinh sững sờ khá lắm nguyên lai like dẫn đến năm đó toàn bộ cửu thiên hỗn loạn các phương thế lực cường đại đoạn tuyệt là đến bây giờ cục diện thủ phạm lại chính là ngươi ngươi vì sao muốn làm như vậy a à? chẳng lẽ có chỗ tốt gì a à? lý trường sinh không hiểu hỏi cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến lớn nhất xa xôi thời điểm Cổ Ma chậm rãi giải thích nói, lúc trước nhiều trời vừa mới sinh ra không lâu, thế giới cũng mới vừa vạn diễn hóa mà ra. Chư thiên bên trong thế giới phân đủ loại khác biệt, to to nhỏ nhỏ đều có khác biệt. Nhưng vừa mới bắt đầu đảng sinh thế giới lớn nhỏ đều là giống nhau, về sau thế giới cùng thế giới ở giữa phát triển cùng trưởng thành dần dần sinh ra khác biệt, biết tại sao không? Lý Trường Sinh khóe miệng co giật, nói nhảm, ta đây làm sao có thể biết. Bởi vì thế giới ưu khuyết chủ yếu nhìn chính là trong đó đảng sinh thiên đạo. Mỗi cái thế giới đều là có linh cũng nhất định sẽ tồn tại một cái thiên đạo thiên đạo tiềm lực khác biệt quyết định về sau thế giới phát triển trình độ khác biệt theo thiên đạo trưởng thành càng mạnh thế giới liền sẽ càng mạnh điểm này có thể thể hiện tại thế giới lớn nhỏ giới bích cường độ hoặc là thiên địa năng lượng mức độ đậm đặc chờ lý trường sinh nghe được cái này minh bạch cổ ma ý tứ nhưng là thế giới này thiên đạo rất mạnh a à? nghĩ như thế nào đều đuổi theo giới không cách nào so sánh được a à? cổ ma thanh âm tiếp tục truyền đến cửu thiên cùng hãng thiên vốn là một phương thế giới thống quy nhất cái thiên đạo quản thúc, hơn nửa lúc trước cũng không tại vị trí này. Khi đó mỗi cái thế giới cũng mới đơn giản quy mô, hiện tại cửu thiên cùng hãng thiên thả cho đến lúc đó tại toàn chư thiên bên trong đều là lớn nhất thế giới một trong, hơn nữa còn là sau đảng sinh, người có thế thạo A. Lý Trường Sinh dây hiểu. Người nói là, phương thế giới này thiên đạo tiềm lực rất lớn. Không là rất lớn, là vô cùng vô cùng đại. Cổ ma cường điệu nói. Bản tọa thấy qua vô số cái thế giới, chỉ có cái thế giới này tìm lực để cho ta có một loại cảm giác kinh hải. Mà tu đạo người tu hành, ngoại trừ thường quy phương thức bên ngoài còn có một loại phương thức, cái kia chính là hấp thu thiên đạo bản nguyên. Lý Trường Sinh trong lòng khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt liền nghĩ tới cái kia La Sát Tiên Vương. Thiên đạo là đại đạo vì càng thêm thuận tiện quản lý chư thiên thế giới sáng tạo ra được quy tắc, đại đạo thống ý chư thiên, mà thiên đạo thống ý một phương thế giới, tương đương với cha cùng nhãi con quan hệ đi. Cho nên thiên đạo bên trong ẩn chứa lấy nồng đậm đạo vận, cùng chậm rãi cảm ngộ tu hành không bằng trực tiếp hấp thu thiên đạo bản nguyên đến nhanh, hơn nữa còn thuần túy. Tuy nhiên bản tọa không tu này nơi đại đạo, nhưng là như thu nạp thiên đạo bản nguyên, cảm ngộ trong đó đạo vận, đối với mình đạo cũng là rất có ích lợi, cho nên bản tọa lúc trước liền muốn lấy thu nạp này nơi thế giới, đem giấu đi, đợi đến tương lai nó phát triển đến mức nhất định lúc đang hấp thu. Nói trắng ra là cũng là muốn vỗ béo lại ăn. Bất quá đương sơ phát hiện phương thế giới này cũng không phải là chỉ có bản tọa một người, còn có một cái sinh linh, nhưng là hắn đánh không lại bản tọa mà lại bởi vì hắn đặc thù tính bản tọa không có cách nào giết chết hắn vì không cho hắn đem tin tức thả ra cho nên bản tọa trực tiếp đem hắn cho phong ấn đến hãng thiên thế giới đến bây giờ không thể đi ra cổ ma tự đắc nói ra sau đó ngữ khí của hắn chính là nhất chuyển sắc mặt khó coi hiển nhiên là nghĩ đến cái gì không tốt nhớ lại nhưng về sau bản tọa bị cái kia tiên khí ám toán chạy trốn phía dưới liền đến nơi này bởi vì vì bản tọa biết tại không có bản tọa bảo hộ về sau phương thế giới này nhất định sẽ bị người khác phát hiện ra Lý Trường Sinh khóe mắt hơi hơi run run hai lần. Bảo hộ. Ngươi chính là như thế bảo hộ. Còn thật không ngại nói a. À. Cho nên tại bản tọa pháp lực hoàn toàn tán loạn trước đó, cưỡng ép đem này nơi thế giới thiên đạo cho trấn áp lại, nhưng nó bảo trì hiện tại trạng thái không cách nào trưởng thành, sau đó để cho an toàn, còn cố ý đem cửu thiên đạo vận cho ngăn cách, về sau bản tọa liền chạy tới hãng thiên thế giới, khôi phục thương thế đồng thời cũng là chờ đợi lần nữa cơ hội vùng lên. PS, Hai Canh Chương 543, Ác Chiến Tôn Thiên tiểu tử lúc này không giống ngày xưa bản tọa có thể liền đem tiềm lực này vô cùng thế giới tặng cho ngươi thế nào cổ ma cười ha hả nói đưa cho ta không tệ có phương thế giới này bản nguyên tương trợ đối ngươi đạo trưởng thành có thể là phi thường có lợi lý trường sinh lắc đầu hấp thu thiên đạo bản nguyên loại chuyện này hắn vừa nghĩ tâm lý liền vô cùng khó chịu không muốn đi làm ma tôn đại nhân nếu là đem thế giới này đưa cho tiểu tử tiểu tử tự nhiên vui lòng đã đến có thể hấp thu thiên đạo bản nguyên vẫn là thôi đi Cổ ma nghe vậy trên mặt vẫn như cũ treo cười nhạt, hiển nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Lý Trường Sinh sẽ nói lời nói này. Phải không, dù sao đường còn mọc ra, về sau nếu là thay đổi chủ ý cũng không muộn. Cổ ma nhếch miệng lên một vệt ý vị thâm trường đường tông. Đường còn mọc ra a. À. Lý Trường Sinh hơi hơi lắc đầu những ý nghĩ này ném ra ngoài não bên ngoài, nhìn phía dưới cửu thiên. ầm ầm. Đột nhiên, một đạo tiếng vang nặng nề từ đằng xa truyền đến, Lý Trường Sinh quay đầu nhìn qua chỉ thấy nơi xa trên bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu lan tràn lên trọng lớn mây đen, trong đó tiếng sấm rền rĩ, ba loại màu sắc khác nhau lôi kiếp đang không ngừng lấp lóe. đây là độ thiên kiếp. Lý Trường Sinh lông mày nhướng lên, mà phương hướng chính là sĩ Diễm sơn mạch, không có đoán sai, rất có thể cũng là tôn thiên. sĩ Diễm sơn mạch, trung tâm khu vực, nhiệt độ của nơi này muốn xa so với bên ngoài cao rất nhiều, trên mặt đất có đại lượng văng thắp nơi khe hở, trong đó nóng bỏng dung nham kịch liệt sôi trào mỗi một khắc đều có như nước tóe bắn lên, trên mặt đất tan lên từng đợt khói trắng. Mà lúc này, một đầu thân thể như cung điện giống như cao lớn cự hình yêu thú đứng sừng sững ở mảnh này hỏa vực bên trong. Giữ tận đầu lâu giống như rồng giống như dao, lưng trên triển khai hai tấm to lớn màu đỏ cánh thịt, cánh biên giới nhô lên từng đạo từng đạo bén nhọn gai xương. Tráng kiện tứ chi xem ra đối lập ngắn nhỏ, nhưng là bàn chân càng rộng thùng thình, bắp thịt trên từng cái từng cái gân xanh giao thoa, tràn đầy lực lượng cảm giác. Đây là một đầu đại thánh trung kỳ liệt diễn nộ long huyết mạch ngọn nguồn đến từ trong long tộc hạ đẳng hồng long tuy nhiên cũng không phải là chân long nhưng cũng là có một tia chân long huyết mạch cho nên phá lệ cường đại dù là chỉ là đại thánh trung kỳ tu vi lại trở thành tòa này xí diễm sơn mạch tuyệt đối bá chủ tầm thường đại thánh hậu kỳ đều không phải là đối thủ của nó dễ giận thích ngủ vui nhiệt độ cao là nó lớn nhất rõ rệt ba cái đặc thù trống cùng bạo tiếng trống giận dữ vang lên nó chính tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia lông đỏ nguyên bản nó ngủ thật tốt đột nhiên bị cây gậy cho gõ tỉnh tức giận nó hận không thể xé nát trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại nhưng là đối phương thân hình linh hoạt lại lực đạo mạnh mẽ đầu của nó hiện tại còn ẩn ẩn đau công thiên những năm này không ngừng trong chiến đấu ma luyện tu vi cũng vọt tới thánh cảnh đỉnh phong tại leo lên cái này ngọn núi lửa sau liền thấy được đầu này đang ngủ say liệt diễm nộ long nhất thời ngứa tay thực sự nhịn không được liền gõ một gậy đối phương phi thường cường đại cho hắn không nhỏ áp lực lại đến công thiên trên thân xanh mượt tím, tím hiển nhiên không ít bị đối phương đánh trúng, nhưng hắn lại càng hưng phấn, thể nội huyết dịch dường như cùng chung quanh dung nham đồng dạng sôi trào vô cùng. Bạch. Tông Thiên Quơ gậy vọt tới. Đồng thời thân thể ngoại tầng hiện ra một tầng kim quang. Là Tề Thiên bản tướng. Bất quá cái này kim giáp hư ảnh không lại giống đã từng khổng lồ như vậy, đứng lơ lửng tại phía sau của hắn. Mà chính là bao vây lấy hắn, gia tăng tốc độ của hắn lực lượng đồng thời cũng đề cao cực lớn phòng ngự năng lực. Đây là hắn những năm này trong chiến đấu không ngừng ma luyện cùng lĩnh ngộ, chỗ vận dụng ra mới phương thức. Tiêu hao nhỏ, chiến lực tăng phúc càng mạnh. Quanh. Theo mạnh mẽ sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, liệt diễm nộ long sau lưng cái đuôi thoáng chốc quét tới. Tôn Thiên đánh ra lực đạo không kịp thu hồi, bị hung hăng đập trúng. Một kích này vừa nhanh vừa mạnh, như vạn quân lực nhường trong cơ thể hắn khí huyết không ngừng cuồn cuộn. Dù là hắn kịp thời dùng kình thiên côn ngăn lại cũng cảm giác cánh tay run rẩy một hồi. Tại hắn đổ bay quá trình bên trong, liệt diễm nộ long cũng chưa thả qua cái này khe hở, miệng to như chậu máu mở ra, một trận cuồng bạo nhiệt lượng tràn ra. Tụng. Kịch liệt tinh hồng quang trụ hướng hắn phun ra mà đến. Tôn Thiên đôi mắt ngưng tụ, thể nội bắt cửu huyền công điên cùng vận chuyển, nồng đậm màu xanh lá huyền lực phun lên kình thiên côn, hắn cưỡng ép ở giữa không trung ngừng thân hình. Nhìn lấy sắp bắn tới trước mắt quang trụ, có thế tránh, nhưng hắn không tránh. Trong tay kình thiên côn tại lục quang cùng kim quang bao trùng phía dưới nhanh chóng vung ra. Hai người va nhau. A a a tôn thiên trên cánh tay gân xanh chật hiện thân eo không ngừng phát lực dưới mặt đất bị hai chân của hắn cày ra hai đạo thường thường dấu vết hắn lui lại đồng thời kình thiên côn trên lục quang cũng càng tràn đầy rất nhanh tôn thiên lùi lại tốc độ chậm lại thẳng đến triệt để đình chỉ liệt diễm nộ long gặp này năng lượng trong cơ thể mãnh liệt dâng lên lần nữa tăng lớn phát ra tinh hồng quan trụ phóng đại một vòng nhưng là tôn thiên vẫn không có lui về sau nửa nửa bước đột nhiên tôn thiên bước chân xê dịch lại đỉnh lấy tinh hồng quan trụ chậm rãi đi tới lên dù là thể nội huyền lực cùng khí huyết chi lực đang nhanh chóng giảm bớt, Tôn Thiên cũng không có thoát ra ý nghĩ. Hắn chính là muốn cương. Liệt diễm độ long nhìn lấy gánh lấy công kích mình không ngừng tiến lên nhỏ bé nhân loại, to lớn đồng tử hơi run rẩy. Nó bỗng nhiên chớp động cánh bay lên, một bên phun ra quan trụ một bên hướng Tôn Thiên phóng đi. Tôn Thiên áp lực bỗng nhiên gia tăng mãnh liệt. Bước chân nhịn không được có chút dừng lại. Hung. Cùng trào khí huyết chi lực bị hắn bất chấp hậu quả kích phát ra. Bước chân lần nữa đi tới lên nhưng rất nhanh, liệt diễm nộ long liền bay đến trước mặt hắn. Ngay tại nó muốn một thanh đem Tôn Thiên nuốt mất thời điểm, Tôn Thiên trên người kim quang đột nhiên đại thịnh. Diễn rồng. Vừa dứt lời, Kình Thiên côn khẽ rung một chút, mạnh mẽ trùng kích tại trong miệng nó nổ tung. Liệt diễm nộ long bị cưỡng chế đánh gãy tinh hồng quang trụ phun ra, đồng thời cảm giác khoan miệng đau đớn một hồi. To lớn cái đuôi lần nữa quét tới. Ầm. Tôn Thiên lần nữa bị quất bay. Trống. Liệt diễm nộ long thân thể có chút lay động, máu đỏ tươi theo miệng lớn bên trong phun ra. Một kích này không chỉ có để nó thương tổn không rõ, đầu cũng bởi vì trùng kích lực mà cảm thấy một trận mê muội. Mà lúc này Tôn Thiên cũng rất khó chịu. Chật vật theo trên mặt đất đứng lên, lồng ngực chập trùng đồng thời cũng là tại miệng lớn thở hào hển. Vốn là vì chống cự quan trụ tiêu hao liền rất to lớn, lại tại vừa mới cưỡng ép sử dụng Tôn thị công pháp, bị một kích này hung hăng đánh trúng về sau cũng có chút kiệt lực cảm giác. Liệt Diễm độ long một đôi tròng mặt dọc thích chặt lấy, so với thương thế trên người nó càng tức giận hơn. To lớn cánh thịt phiến động, thổi lên một trận mảnh liệt gió lốc. Ngay sau đó, trong không khí nhiệt lượng bắt đầu hướng nó hội tụ, liệt diễm nộ long khí tức lại chậm rãi tăng cường lên. Tôn Thiên cảm thụ được thể nội cảm giác trống rỗng, híp híp mắt mắt y nguyên không có chọn rời đi. Không phải hắn ngu xuẩn, mà chính là trong cơ thể hắn công xiền đi qua vừa mới chiến đấu đã tới gần phá nát. Lại có một chút áp lực. Chỉ cần một chút. Đột phá đại thánh lúc linh khí chảy ngược, là đủ đem hắn hao tổn linh lực lấp đầy nhưng là tôn thiên cũng biết không có thể lại để cho con súc sinh này tiếp tục tích lũy sức mạnh không phải vậy áp lực quá lớn hắn sợ không chịu nổi tráng chống đỡ lấy hư nhược thân thể hóa thành một đạo lưu quan bay bắn xuyên qua chương 544, nghịch cảnh đột phá liệt diễm nộ long gặp này cũng ngừng tiếp tục hấp thu nhiệt lượng lỗ mũi ở giữa phun ra hai đạo nóng bỏng nóng hơi thở trống nó đã đoán được tên nhân loại này sẽ xông lại tại cùng hắn trong chiến đấu liệt diễm nộ long phát hiện đầu này nhân loại không chỉ có khó chơi càng là ngoài ý muốn kiêu ngạo. không tệ, tôn thiên cái kia không trốn không né phương thức chiến đấu ở trong mắt nó cũng là kiêu ngạo. giống nó cao quý liệt diễm nộ long một dạng kiêu ngạo. nhưng tính là như thế, nó cũng sẽ không bỏ qua tên nhân loại này. cánh thịt đình chỉ kích động, cánh biên giới màu tái nhật gai xương bắt đầu phím hồng. liệt diễm nộ long lấy tốc độ nhanh hơn hóa thành một đoàn to lớn hồng ảnh, chớp mắt trực tiếp liền vọt tới tôn thiên trước mặt. phịch một tiếng, tôn thiên lên tiếng mà bay, đụng vào một tòa trên đồi nhỏ. bụi mù tràn ngập liệt diễm nộ long gai xương trên hồng quang phun bỏ vào cực hạn nó kích động hai cánh hai đạo to lớn màu đỏ gợn sóng giống như lợi nhận đồng dạng bắn ra ầm ầm cùng bạo tiếng nổ mạnh vang lên bụi mù bay múa to lớn hơn liệt diễm nộ long chậm rãi rơi xuống đất hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước nó cảm nhận được kia nhân loại khí tức còn không có tiêu tán bất quá nó cũng không có lần nữa tiến công mà là tiếp tục trước đó như vậy hấp thu trong không khí nhiệt lượng một lát sau khục khục một trận tiếng ho khan kịch liệt truyền ra theo bụi mù tiêu tán, công thiên chật vật thân hình khảm nạm gò núi bên trong. Cùng cục. Phái thạch lăn xuống, hắn ngay tại đem thân thể các bộ chia một ít điểm theo khe đá bên trong rút ra. Trống. Liệt diễm nộ long gầm nhẹ một tiếng, theo nhiệt lượng hấp thu, nó khí tức trên thân càng cường thịnh. Từng đạo từng đạo năng lượng màu đỏ chậm rãi trồi lên bên ngoài thân, thân thể không khí chung quanh nghiêm trọng vạn vẹo. Chợt mắt vừa nhìn liền biết nhiệt độ kia muốn xa so với chung quanh càng cao. Ước chừng 7-8 cái thời gian hô hấp, Công Thiên Triệt để theo khe đá bên trong thoát đi ra, rơi xuống đất, thân thể hơi có chút lay động. Mà lúc này liệt diễm nộ long nhiệt lượng dường như đã hút hảo hảo thu về, khí tức mạnh mẽ khuếch tán mà ra, nó đối với tôn Thiên khiêu chiến giống như rống lên một tiếng. Tự hồ tại hạ đạt tối hậu thư. Công Thiên đưa tay đem trên cầm vết máu lau, sau đó thế mà khơi gợi lên khóe miệng. Sau một khắc, oanh. Khí tức mạnh mẽ trực tiếp tại hắn trên thân thể nở rộ mà ra. Sau đầu hơn 20 năm chưa tu bổ mái tóc dài màu đỏ tùy ý phiêu động, tuy nhiên thân thể nhỏ bé nhưng lại nhường liệt diễm nộ long sinh ra một loại khó có thể hình dung áp lực tại cổ này áp lực dưới liệt diễm nộ long không có tùy tiện triển khai tiến công trong không khí nồng đậm thiên địa linh khí gần như chảy ngược phương thức điên cuồng xông vào tôn thiên thể nội khí tức của hắn liên tục tăng lên rất nhanh linh lực trong cơ thể liền khôi phục được đỉnh phong trạng thái bất quá khí huyết cùng huyền lực thâm hụt lại không cách nào được bổ sung nhưng là đầy đủ tôn thiên một đôi mắt tinh lấp lóe mang theo tình thiên côn chậm rãi tiến lên đi, đi. Rõ ràng khí tức đã nhảy lên tới đỉnh phong, nhưng hắn mỗi đi một bước, trên người kim quan liền hừng hực một phần. Ngay sau đó, cộc cộc cộc, Tôn Thiên nhanh chóng chạy chạy. Giữa hai con ngươi kim quang theo hắn thân thể lắc lư đảng suốt một trận chỉ riêng dấu vết. Trống. Liệt diễm nộ long thân hình khổng lồ trên, theo lưng bắt đầu hiện ra từng cái từng cái hỏa hồng sắc đường vân, bên trong phản phất có hỏa diễm lưu động, trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân cao thấp. Quanh thân bỗng dưng giấy lên hỏa diễm liệt diễm nộ long kích động hai cánh. Hai đạo hỏa nhận chém ra, độc xuyên kiểu trơn hướng Tôn Thiên. Tụng. Công Thiên nghiền ép thể nội khí huyết chi lực, màu đỏ khí tức như một loại ngọn lửa theo trên cánh tay phải hiện lên, bao trùm tại kình thiên côn phía trên. Diễn rồng. Tại cùng hỏa nhận cách xa nhau 20m khoảng cách lúc, Tôn Thiên đem kình thiên côn như thương giống như đâm ra. Trống. tuyển như rồng gầm giống như âm thanh vang lên, một đạo mang theo một tầng kim quang khí huyết chi long theo đầu côn phẫn nộ xông ra, hung hăng đâm vào hai đạo hỏa nhận giao lộ chỗ. Oanh! Hỏa nhận lên tiếng mà phá. Bóng người màu vàng từ đó lóe qua. Đột nhiên vọt lên, hai tay giơ cao gậy gộc. Công thị công pháp thức thứ tư. Xé trời! Cường độ cao linh lực bạo phát nhường kình thiên côn không ngừng rung động, một trận màu trắng quang mang chợt hiện. Gậy gộc giống như mang theo vạn quân lực, đập xuống. Liệt diễm nộ long trong lòng đột nhiên tuôn ra một cổ cảm giác nguy cơ. Gậy gộc xuyên thấu nó quanh thân hỏa diễm, thẳng đến đầu lâu mà đến. Đang lúc nó muốn làm ra phản ứng thời khắc, hư không lại đột nhiên sinh ra dị dạng, ngưng trệ trong tích tắc, để nó thân thể cứng ngắc. Liền một sát na này dừng lại, nhưng kình thiên côn chuẩn xác không sai đập vào trên trán của nó. Bang. Một gậy này, đập rất thực. Kèn kẹt. Gậy gộc cùng liệt diễm nộ long cái trán chỗ giao giới, bỗng dưng lan tràn ra từng đợt màu trắng đường vân, hư không giống như là bị nện ra vết nứt. Không gian yên tĩnh trong nháy mắt, mà trong chớp nhoáng này, chính là phong bạo tiến đến trước giờ. Sau một khắc, oanh hư không vết nước hào quang tỏa sáng to lớn nổ tung vang vọng ra tôn thiên mượn trùng kích lực bay lên bầu trời hai con mắt nhìn chầm chầm hạ phương vẻn vẹn một kích này liền lập tức hao phí trong cơ thể hắn gần tám thành linh lực tôn thị công pháp là tôn gia theo sinh ra lên cho đến nay tất cả gậy gộc chiêu thức tinh hoa hội tụ mà thành này pháp nguyên bản chỉ có ba chiêu nhưng là tôn gia vị thứ tư đại đế cùng vị thứ năm đại đế mỗi người dung hợp chính mình suốt đời sở học mà đã sáng tạo ra mới chiêu thức thêm vào trong đó bây giờ tôn thị công pháp đã diễn sinh ra được năm chiêu. Nhất là đằng sau mới nhập cái này hai chiêu, đã là đại đế sáng tạo, tất nhiên là không cần nhiều lời, mỗi một chiêu đều có thể xếp vào đỉnh phong công pháp hàng ngũ. Cháu trời mặc dù còn sẽ không chiêu thứ năm, chiêu thứ tư cũng vẹn vẹn chỉ là nhập môn giai đoạn mà thôi, nhưng có thể thi triển đi ra, cũng có phi phàm uy lực. Cái này tôn thị công pháp chiêu thứ tư xé trời, chủ yếu đặc điểm cũng không phải là nhìn qua như thế đánh rách tả tơi hư không, mà chính là phong tỏa không gian. Nó có thể ở một mức độ nào đó phong tỏa mục tiêu hành động không gian, tại không gian bên trong đối phương sẽ bị khóa chặt, từ đó không thể động đậy, chỉ có thể bị động tiếp nhận đã kích. Đương nhiên, chiêu này liên quan đến không gian chi đạo, mà không gian cường đại cũng không phải là đơn chỉ phá toái hư không liền có thể cân nhắc, không muốn bởi vì có thể tùy tiện xé rách hư không liền kinh thường nó. Thời không, thời không, nó chính là thời gian cùng không gian. Không gian đã có thể cùng thời gian tướng đặt song song, như vậy thì là đủ chứng minh sự cường đại của nó liền xem như lúc trước sáng tạo ra chiêu này cái vị kia tôn gia đại đế đối với không gian chi đạo cũng chỉ là liên quan đến gia long mà thôi xé trời một chiêu này đã là dung hợp hắn đối với không gian chi đạo tất cả cảm ngộ mà chiêu này trừ vung côn người bản thân đánh ra uy lực bên ngoài còn có thể mượn dùng hư không vỡ vụn chi lực hai người kết hợp bộc phát ra cường hãn hơn lực sát thương chỉ thấy lúc này liệt diễm nộ long mí mắt không ngừng rung động to lớn đầu lâu lung la lung lay phía trên cái kia to lớn vết lõm càng bắt mắt máu tươi theo nó hỏa hồng da thịt vượt qua trong mặt dọc cuồn cuộn chảy xuôi xuống đầu lâu vỡ vụn hơn phân nữa, còn kèm thêm từng đợt trời đất quay cùng cảm giác khó có thể áp chế. Quanh thân phù động hỏa diễm vụt sáng chợt diệt, không đều đều nhiệt khí theo lỗ mũi ở giữa phun ra, có thể thấy được liệt diễm nộ long lúc này trạng thái. Nó bị một gậy này gõ mộng. Tôn Thiên bay trên trời cao, cũng không có thừa cơ hướng liệt diễm nộ long tiến công, bởi vì lúc này trên bầu trời tiếng sấm rền đã vang lên. Ầm ầm. cuồng cuộn lôi đình tại kiếp vân bên trong hiện lên. Hắn muốn bảo lưu lại còn lại linh lực đến độ qua thiên kiếp chương 545, Tôn Thiên Đại Thánh Kiếp. Tôn Thiên tay cầm kình thiên côn, ngửa mặt lên trời nhìn qua đỉnh đầu từng trận lôi vân. Mặc dù khí tức lưu động, quần áo chật vật, nhưng là cũng khó nén cái kia bất khuất khí thế. Lôi kiếp không ngừng ủ rượu, từng tia từng sợi tại tầng mây bên trong nhảy lên. Lúc này thời điểm trên mặt đất liệt diễm nộ long cũng rốt cuộc tỉnh táo thêm một chút, nó giận không nhịn nổi ngửa đầu nhìn qua. Nhìn thấy loài người nho nhỏ này thế mà lại độ thiên kiếp. Cơ hội tốt tuy nhiên thiên kiếp lại bởi vì tham dự sinh linh tăng nhiều mà đột nhiên tăng độ khó khăn nhưng là cái này đại thánh kiếp nó liệt diễn nộ long cũng không phải không có vượt qua căn bản không sợ được chứ nó góp nhặt khí thức tính toán đợi thứ một đạo lôi đình buông xuống thời điểm hăng hái xuất kích oanh cạch rất nhanh vũ trụ đã lâu lôi đình ầm vang bắn xuống liệt diễn nộ long ngắn nhỏ lại thô to tứ chi đột nhiên đạp nhanh chóng hướng về hướng không trung trống vừa mới trống đến một nửa lúc nó nhất thời vội vàng kích động một đôi cánh thịt cưỡng ép ngừng thân hình. Một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức đột nhiên khóa chặt lại nó. Cái này khiến nó trong lòng siết chặt. Không dám nhúc nhích một phần. Dường như chỉ cần nó lại động một cái, liền sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Chỉ thấy bầu trời trên một đạo màu xám trắng quái vật khổng lồ từ mây đen biên giới bên trong hiển lộ ra một đoạn thân thể, chậm rãi lưu động. Đồng thời tại thiên một bên khác, một quả dữ tận to lớn đầu lâu chính trừng trừng nhìn chầm chầm nó chỉ là cái kia đầu lớn nhỏ liền đã bắt kịp cả thân thể nó. Lý Trường Sinh ngồi tại bạch hủy trên đầu, tay trái khoác lên trên đùi, phải tay vịn hai gò má, cứ như vậy thoải mái nghiêng đầu nhìn lấy bị thứ một đạo lôi đình oanh trúng tôn thiên. Bên cạnh mây đen bên trong du động tia chớp đều bị bạch hủy cho ngăn cản lại. Thiên kiếp không thể có người khác nhúng tay, kỳ thật liền là không thể ảnh hưởng độ kiếp người độ kiếp. Tuy nhiên bọn họ hiện tại ở vào lôi đình trong tầng mây, nhưng không có có ảnh hưởng tôn thiên, cho nên không coi là xúc phạm quy tắc trừ phi ngươi nhúng tay đổ kiếp người tắm lôi, hoặc là giúp hắn chia sẻ áp lực chờ một chút, không phải vậy ngươi tính là đứng cách đổ kiếp người rất gần, đều không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, bình thường cũng sẽ không có người làm như thế. Ngu xuẩn sau mới có thể không có việc gì nhàn tìm xét đánh. Thời gian quay ngược lại về một nén nhang trước đó. Lý Trường Sinh bọn người ngồi lấy bạch hủy tại trong tầng mây xuyên thẳng qua mà đến, rất nhanh liền chú ý tới toàn thân lấp lóe kim quang phóng tới liệt diễm nộ long tôn thiên. Tiểu tử này còn chiến. Một hồi thiên kiếp làm sao độ phan bân kinh ngạc nói nếu là đột phá nhỏ cảnh giới còn nói được rốt cuộc không cần đổ kiếp nhưng đây chính là đột phá đại cảnh giới bình thường sinh linh đỉnh phong trạng thái đều không nhất định có thể độ qua thiên kiếp chớ nói chi là trạng thái không tốt tình huống lý trường sinh nhìn lấy tôn thiên dáng người không có xuất thủ tương trợ mà chính là lựa chọn xem chừng thứ nhất là hắn tin tưởng tôn thiên thứ hai a à, thực sự không được hắn liền ném một khỏa nguyên sinh đang đi qua dù sao không có việc gì là được rồi đến bước đầu kia tướng mạo cực giống tây phương long loại yêu thú nếu là dám quấy rầy tôn huynh độ kiếp trực tiếp giết chết chính là rất nhanh mọi người mắt thấy lấy tôn thiên một côn đem liệt diễm nộ long trọng thương sau đó liền bay lên không nên hướng thiên kiếp của mình thời gian về đến bây giờ tôn thiên thứ một đạo lôi đình chính là màu đậm tiếng cướp tráng kiện lôi trụ trực tiếp đem tôn thiên cả người che trùng lên trong đó lôi đình cuộn trào khí tức giống như muốn hủy diệt hết thảy túng hồng kỳ bên trong cổ ma nhìn lấy tình cảnh này đối tề thiên tiên tôn nói ngươi cái này lịch kiếp chi thân lá gan còn thật là lớn a à liền không sợ chết ở trong thiên kiếp. Tề thiên tiên tôn khuôn mặt bình thản đáp lại nói, không phá thì không xây được, tu sĩ nếu muốn trưởng thành coi như nên muôn vàng khó khăn mà động thân, không thể có tâm mang sợ hãi. Vượt khó tiến lên là không sai, nhưng quá miệt thị thiên uy có thể cũng có chút cuồng ngạo tự đại. Cổ ma cười lạnh nói, mặc dù biết có lý trường sinh nhìn lấy tôn thiên không có việc gì, nhưng nó cũng là muốn thối phi thối phi cái này hậu bối chí tôn. Cầm tù thù nó hiện tại còn nhớ đâu. Tề thiên tiên tôn lựa chọn trầm mặt, hắn biết mình nói không lại cổ ma, dứt khoát liền ngậm miệng không nói. Cổ ma nhìn lấy tề thiên tiên tôn không để ý tới mình, không thú vị nhếch miệng. Còn chí cường tiên tôn đâu, đấu cái miệng cũng không biết. Thứ một đạo lôi đình chậm rãi tiêu tán, tôn thiên y nguyên phù đứng ở giữa không trung. Tuy nhiên thương thế trên người tăng thêm, nhưng trong mắt của hắn lại lóe ra tinh quang. Trong lôi kiếp không chỉ có ẩn chứa kinh khủng hủy diệt lực lượng, còn giấu có sinh cơ. Tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng lại vô cùng tồn túy, hắn bản nguyên hạng mức cao nhất đạt được tăng cường. Hủy diệt, là tân sinh bắt đầu. Mà kiếp nạn, thường thường là thuế biến bắt đầu. ầm ầm Đạo thứ hai lôi kiếp không có quá nhiều ủ rượu, hai cái hô hấp về sau bỗng nhiên hạ xuống. Sau đó chính là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Năm đạo tiến kiếp quá về sau, tôn thiên khí tức cũng không có yếu bớt quá nhiều. Cũng là trên thân nhiều hơn không ít vết cháy. Mà lần này, trên bầu trời lôi kiếp cũng không có rất nhanh hạ xuống, dường như thực đang nổi lên cái gì, lại như là tại cho độ kiếp người điều chỉnh thời gian ầm ầm. Màu đỏ thẫm lôi đình tại trong mây đen ẩn ẩn nổi lên. Bây giờ liền bắt đầu hồng kiếp rồi. Phan Bân sau khi hết kiếp sợ chính là kinh thán không thôi, nên nói không hổ là vị kia lịch kiếp chi thân A. Ước chừng nửa nén hương thời gian. Thiên khung một tiếng răng rắc tiếng vang. Oanh. Một đạo thô to vô cùng màu đỏ thẫm lôi trụ phẫn nộ hạ xuống. Tôn thiên bị oanh bên trong trong nháy mắt, đôi mắt khẽ rung lên. Hiển nhiên cái này hồng kiếp vi lực vượt qua dự liệu của hắn. Đạo thứ nhất hồng kiếp sau đó, Tôn Thiên Y Nguyên trôi nổi ở giữa không trung, bất quá độ cao giảm xuống rất nhiều. Màu đỏ hơn lôi đánh vào hạ phương trên mặt đất, đánh ra một đạo hố to. Mảnh liệt dung nham hướng tứ phương bắn ra. Khóe miệng của hắn lần nữa tràn ra máu tươi. Nếu là có huyền lực hoặc là khí huyết chi lực ngăn cản lời nói hắn không có vấn đề, nhưng là bây giờ khí huyết chi lực bị hắn nghiêm trọng ép khô, huyền lực cũng tiêu hao không có. Chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh! Cũng không lâu lắm, đạo thứ hai hồng kiếp buông xuống. Đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trong nháy mắt 12 đạo hồng kiếp đã bổ hết. Tính cả trước đó 5 đạo tím cướp tổng cộng 17 đạo lôi kiếp, còn thừa lại 32 đạo. Mà lại tất nhiên tất cả đều là hồng kiếp. Lúc này Tôn Thiên đã rơi vào trên mặt đất trong hố sâu. Toàn thân khét lẹt, khí tức yếu ớt. Nhưng hắn như cũ dùng Kình Thiên côn chống đỡ lấy thân thể, nửa quỳ trên mặt đất, không chịu ngã xuống. A, à, loại này kiệt lực cảm giác, còn không có cùng Lý Huynh chiến đấu tới kịch liệt đây. Công Thiên cháy đen khóe môi cưỡng ép bước lên một vệt đường cong lẩm bẩm. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng hắn vẫn là lấy ra mấy cái viên đang dược ném vào trong miệng. Mạnh miệng về mạnh miệng, rốt cuộc cái này lôi kiếp còn có hơn 30 đạo, như hắn trạng thái tốt đẹp vẫn được. Nhưng bây giờ nếu thật dựa vào một bầu nhiệt huyết cùng lôi kiếp cùng chết mà nói, vậy liền thật sự là không có đầu óc. Như còn không cắn thuốc, một hồi hắn khả năng muốn gặm đều không có cách nào gặm. Vẫn được, không tính quá ngốc. Cổ ma nhíu mày nói. Tề Thiên Tiên Tôn da mặt hơi hơi rung rung, ngài có thế im miệng a. À. Lạc Thanh Giao cũng là chăm chú nhìn Tôn Thiên đổ Kiếp, song quyền không tự chủ hơi hơi nắm lên. Tuy nhiên nàng là thần tông thần nữ, mà Tôn Thiên chỉ là thánh tử, có thể nàng rõ ràng chính mình không kịp đối phương. Mà bây giờ nàng càng thêm minh xác mình cùng đối phương chi ở giữa trên lệch, dù là có cái này 22 năm ma luyện. Nhớ nàng lúc trước độ 81 đạo thành đế cướp lúc, cũng bất quá mới 46 đạo hồng kiếp, đột phá đại thánh lúc cũng mới 21 đạo. Lý Trường Sinh coi như xong, Kiếp vân bên trong liền cái màu tím đều không nhìn thấy, đập vào mắt tất cả đều là màu đỏ không nói, còn không cần đổ kiếp. Mà Tôn Thiên đánh trước khi đi năm đạo tím cướp tổng cộng 44 đạo hồng cướp. chênh lệch rất lớn. Lý Trường Sinh bén nhạy chú ý tới Lạc Thanh giao dị dạng, nhưng không hề nói gì. Như thả trước kia, Lý Trường Sinh có lẽ sẽ mở lời an ủi, mà bây giờ hắn sẽ không. Có thể là theo tuổi tác trưởng thành, nhưng hắn nhìn càng thêm thấu triệt đi. Hắn biết Lạc Thanh giao trong lòng kiêu ngạo, đã từng cũng là hoành đoạn một thời đại tuyệt thế nữ đế, bây giờ thấy mình cùng những thiên tài khác trên lệch khó tránh khỏi mang trong lòng không cam lòng. Nhưng cái này cũng không phải chuyện xấu. Có thể nhìn đến trên lệch mới gọi áp lực. Mà có phần này áp lực tại, sinh linh mới có thể tại gấp gáp xuống không ngừng đột phá chính mình, không ngừng trưởng thành. Chương 546, tin tưởng, tôn trọng. Ăn đang dược tôn thiên, trên thân toát ra một số nhạt nhẽo vàng lục sắc quang mang, tại quang mang dưới, khét lẹt trên thân thể ẩn ẩn toát ra mới mầm thịt có thể thấy được đan dược này cùng nguyên sinh đang so sánh kém không phải một mảnh nửa điểm. Khôi phục một chút tôn thiên dễ chịu rất nhiều, nhưng không đợi hắn nhiều thở hai cái lúc, hạ một đạo hồng kiếp bỗng nhiên rớt xuống. Oanh! Sĩ diễm sơn mạch trung tâm khu vực mặt đất đều rung rẩy trong nháy mắt, huyết thanh chảy ngang. Mà một bên dừng lại đã lâu liệt diễm nộ long thì là khóc không ra nước mắt. Nó bởi vì lúc trước muốn tập kích tôn thiên, cho nên khoảng cách thiên kiếp vị trí trung tâm không xa, lôi kiếp dư âm đã đem nó một cái cánh trên huyết nhục cho nướng cháy, thậm chí có từng đợt thơm nước truyền ra, nhưng nó vẫn là không dám nhúc nhích mảy may. Tầng mây bên trong viên kia giữ tận bá chủ vẫn đang ngó chừng nó, thật sự là thật là đáng sợ. Tôn Thiên bị đạo này lôi đình đập nện toàn thân rung lên. Tay trái nhịn không được thả tới mặt đất chống đỡ lấy thân thể. Tiếp lấy chính là hạ một đạo hồng kiếp rơi xuống. Thứ hai mươi nói. Hai mươi mốt đạo. Hai mươi hai đạo. Ngay tại thứ ba mươi sáu đạo hồng cướp xong. Tôn Thiên ngoại trừ đôi tròng mắt kia, đã toàn thân cháy đen, giống như một cái thang người đồng dạng. Coi như Phan Bân cho là hắn muốn không được thời điểm, từng đạo từng đạo màu xanh lá huyền lực theo tôn thiên thể nội tuôn ra. Trên người hắn cháy đen rõ ràng khôi phục một chút màu da, tuy nhiên không nhiều. Độ kiếp thời điểm hắn cũng không có nghỉ ngơi, cho dù là thân thể càng chật vật, hắn cũng đang không ngừng vận chuyển bát cửu huyền công đến khôi phục huyền lực. Lục quan bao trùm ở trên thân mình, nếu như dựa theo hồng kiếp buông xuống tần suất đến xem, hắn vẫn rất có nắm chắc. Oanh cạch. Rầm rầm rầm. Phản phất là nhìn ra Tôn Thiên còn có dư lực. Sau một khắc, bốn đạo hồng kiếp đột nhiên đồng loạt hạ xuống. Tinh hồng sắc đỏ ánh sáng chiếu rọi tại mảnh này trong núi lửa, phối hợp thêm bốn phía lưu động dung nham, giống như diệt thế chi tượng. Tôn Thiên cũng là mộng trong nháy mắt. Không theo sáo lộ, không cho hắn quá nhiều cơ hội suy tính, bốn đạo lôi đình ở giữa không trung vang sinh hội tụ thành một đạo càng to lớn hơn lôi đình. Vừa khôi phục một số màu xanh lá huyền lực trong nháy mắt liền bị đánh tan. Phốc qua. Hồng kiếp đánh đánh vào người Tôn Thiên một ngụm lớn máu tươi phun ra. Ở chung quanh tối đen hoàn cảnh dưới, cái này huyết dịch đỏ thấm phá lệ bắt mắt. Lưng về sau, khép lẹt huyết nhục trung gian, hiển lộ ra dày đặc bạch cốt. Quanh, 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 quanh. Lại là bốn đạo lôi đình hạ xuống. Hắn chỗ trong hố lớn, vừa mới phun ra ngụm lớn máu tươi trong nháy mắt bị lôi đình cho bốc hơi. Chính đạo. Còn còn lại sau cùng chính đạo lôi đình. công Thiên cảm thụ được trong miệng ngai ngái, cắn chặt hàm răng, thân thể run rẩy kịch liệt đồng thời thế mà còn muốn đứng lên. Hắn biết mình đã hoàn toàn đạt tới cực hạn, bây giờ còn có thể cứng cầm hoàn toàn là nương tựa theo cái kia một cổ không nghĩ ngã xuống ý chí. Phan Bân sợ hãi than thẳng tắt lưỡi, thậm chí biểu lộ cũng có chút bóp méo lên. Phản phất là cảm nhận được Tôn Thiên thống khổ đồng dạng. Đều thành than người a. Hắn rõ ràng Tôn Thiên thời khắc này trạng thái có nhiều kém, thể nội sinh cơ rất yếu ớt, tựa như là trong gió một chiếc nến tàn, tùy thời đều có dập tắt khả năng có thể cái này nến tàn, lại y nguyên còn tại gắt gao cứng chắc lấy. Tề thiên tiên tôn đã từng đánh khắp chư thiên vô địch thủ. Tiên hoàng phía dưới đệ nhất người. Là có hy vọng nhất xưng hoàng tồn tại. Nghe nói hắn lúc trước bởi vì hiếu chiến mà tại chư thiên tìm khắp nơi tiên tôn khiêu chiến, lại tại cùng vạn tướng Phật tự một vị tiên tôn lúc chiến đấu ngoài ý muốn thất thủ giết đối phương, từ đó liền cùng vạn tướng Phật tự kết xuống tử thù. Phan Bân biết được tin tức này thời điểm cũng không biết nên nói cái gì. Song phương đều vì tiên tôn, còn có thể thất thủ giết đối phương là tề thiên tiên tôn quá mạnh vẫn là hòa thượng kia quá yếu mà đã lấy kết tử thù vạn tướng phật tự từ không thể nào lưu hắn nhưng không nghĩ tới hai vị tiên tôn cấp bậc cường giả đều bắt không được tề thiên tiên tôn chỉ có thể xám xịt đào tẩu thì liền ba cái cũng giống vậy về sau vì giết hắn vạn tướng phật tự càng là tiên tôn cấp bậc chiến lực dốc toàn bộ lực lượng hơn nữa còn thành công vây khốn tề thiên tiên tôn tu vi càng cao chênh lệch càng nhỏ chớ nói chi là cùng là tiên tôn chi cảnh một cái tiên tôn lại có thể đánh còn có thể đánh được một đám tiên tôn A. Ngay tại tất cả mọi người coi là tề thiên tiên tôn đến tình thế chắc chắn phải chết lúc, làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động sự tình phát sinh. Hắn tại mười mấy tên tiên tôn vây quanh dưới, sinh sinh giết ra một con đường máu. Thành công phá vây. Đang không ngừng vây quét cùng truy sát bên trong, thủy chung không thể thành công lưu lại tề thiên tiên tôn. Mà sau đó bởi vì hoàng phủ nhất tộc tham gia, mới khiến cho trận này oanh động toàn bộ chư thiên truy sát đình chỉ điều này cũng làm cho vạn tướng Phật tự hổ thẹn tốt một đoạn thời gian. Cũng là khi đó, Tề Thiên Tiên Tôn tên tuổi đạt đến đỉnh phong. Có thể là bởi vì danh tiếng của hắn thật sự là quá lớn, lớn đến nhường Phan Bân nhịn không được hoài nghi. Đây là thực sự sao? Nhưng bây giờ, phần này hoài nghi lại tại từng chút từng chút tiêu tán. Nhìn lấy Tôn Thiên, hắn dường như thấy được ngày xưa Tề Thiên Tiên Tôn là như thế nào từng bước một trưởng thành là trí cường Tiên Tôn bộ dáng. Cổ ý chí này cùng bất khuất là hắn chỗ không thể nào hiểu được rõ ràng còn có nhiều như vậy đạo hồng cướp có thể tiểu tử này lại như cũ không nguyện ý từ bỏ phan bân để tay lên ngực tự hỏi nếu là đổi thành mình khả năng sớm đã tuyệt vọng đi oanh trên bầu trời lôi đình tiếp tục hạ xuống mà lần này đồng dạng là bốn đạo hồng kiếp đủ hàng tôn thiên trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất đen xì đầu trùng điệp cuối tại cứng rắn trên mặt đất một tiếng vang giòn đầu lâu vỡ vụn tôn thiên cảm giác tầm mắt của mình mơ hồ không biết là bởi vì thương thế quá nặng vẫn là mất máu quá nhiều hắn không do dự, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, tụ tập đầy áp thần kinh bén nhọn đau đớn cưỡng ép nhường hắn thanh tỉnh một số. Còn có năm đạo. Đây là Tôn Thiên trong đầu ý niệm duy nhất, hắn thậm chí đều không có cân nhắc chính mình phải chăng có thế tại thiên kiếp bên trong sống sót. Lý Trường Sinh thấy cảnh này mí mắt run rẩy. Tôn huynh sẽ không chết a. À. Ngay tại hắn đưa tay sâu vào trong ngực, dự định ném ra nguyên sinh đang thời điểm, Tề Thiên Tiên Tôn thanh âm lại dưới đáy lòng vang lên. Đừng dứt. Lý Trường Sinh động tác nhất thời trì trệ thế nhưng là tiên tôn, hắn nhưng là ngươi lịch kiếp chi thân, ngươi chẳng lẽ không gánh. Lý Trường Sinh trong lòng lo lắng đáp lại nói. Mà Tề Thiên Tiên Tôn lại lắc đầu nói. Chính bởi vì hắn là ta lịch kiếp chi thân, cho nên không thể giúp hắn. Cùng với những cái khác không thể đối kháng nhân tố khác biệt. Cái này là hắn lựa chọn của mình, cũng là ta chân chính kiếp nạn. Hắn biết rất rõ ràng bản thân Tu Vi đã rung động động, sắp đổ kiếp, lại vẫn không nguyện ý để xuống chiến đấu, thậm chí muốn mượn áp lực đến xông phá ràng buộc. Ràng buộc xác thực xông phá, hắn cũng hoàn toàn có thể thoát thân, nhưng hắn vẫn còn muốn hao phí linh lực tiếp tục chiến đấu. Cho nên vô luận kết quả như thế nào, cái này đều là hắn lựa chọn của mình. Đăng đạo con đường tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, như hắn sau cùng chết tại nơi này, như vậy cũng liền mang ý nghĩa bản tôn còn chưa có tư cách xưng hoàng. Tề thiên tiên tôn ngữ khí kiên định, không có chút nào đối vạn thế kiếp thất bại hoảng sợ. Túng hồng kỳ bên trong cổ ma hiếp con mắt nhìn về phía tề thiên tiên tôn, nó trước đó là khó chịu đối phương, nhưng giờ phút này cũng không khỏi lòng sinh tán thưởng loại này người đáng giá tôn kính người cái này hậu bối chí tôn thật đúng là nhường bản tọa lau mắt mà nhìn a à. chí cường tiên tôn a à, bản tọa hiện tại công nhận tề thiên tiên tôn ngoài ý muốn nhìn về phía cổ ma cười nói có thể được đến ma tôn tiền bối tán thưởng thật đúng là không dễ dàng a à. lý trường sinh trong lòng kính để đồng thời cũng dừng tay lại bên trong động tác đúng vậy a à, cái này là chính hắn chọn huống chi tề thiên tiên tôn cũng đã nói vậy hắn lại có tư cách gì đi lấy chính mình chủ quan ý nguyện đến nhúng tay đối phương lựa chọn đây lý trường sinh nhìn phía dưới tôn không thiên đôi mắt lấp lóe đồng thời tâm cảnh cũng trong lúc vô tình thăng hoa tôn huynh trường sinh ngươi không giúp một chút hắn a à. phan bân nhìn lấy vừa mới còn dự định làm cái gì lý trường sinh đột nhiên dừng lại nhìn không được mở miệng nói lý trường sinh khe khẽ lắc đầu nói hắn có thể ngữ khí rất nhẹ nhưng lại lộ ra một cổ tin tưởng vững chắc thế nhưng là Phan Bân còn muốn nói cái gì, nhưng Lý Trường Sinh lại trực tiếp đem đánh gãy. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lấy rộng lớn kiếp vân thản nhiên nói. Bân tiền bối, tuy nhiên ta Lý Trường Sinh hiện tại cảnh giới không cao, kiến thức nông cạn, nhưng ta minh bạch một cái đạo lý. Phan Bân nghe vậy yên tĩnh trở lại. Công huynh là ta công nhận huynh đệ, dù là ta lại lo lắng, cũng muốn tôn trọng hắn, tin tưởng hắn. Lý Trường Sinh trong đầu nhớ lại yến tán từng giáo dục qua hắn lời nói. Trường Sinh, lúc tỷ thí, bằng hữu nếu là muốn cầu ngươi sử xuất toàn lực, vậy liền không thể lưu thủ. Hắn đã từng không hiểu. Nếu là toàn lực phía dưới đem đánh chết làm sao bây giờ? Rốt cuộc hắn cũng không biết mình toàn lực ở đâu. Nhưng bây giờ, hắn thời gian dần trôi qua minh bạch, cũng hiểu yến tán ý tứ. Thế gian người, thế gian sự tình. Ai cũng là khác biệt, đều có mỗi người lựa chọn cùng mỗi người con đường, mà nếu là bằng hữu, huynh đệ, vậy liền phải tin tưởng đối phương, tôn trọng đối phương. Nếu không, càng là một loại nhục nhã. Chương 547, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Lần này trên trời kiếp vân giống như là tại thương hại tôn thiên, chậm thật dài một đoạn thời gian. ầm ầm, tiếng sấm rền không ngừng vang lên, phản phất tại ủ trụ càng lớn nguy cơ. Rốt cục, lôi đình hạ xuống. Oanh cạch. Mà lần này, là sau cùng năm đạo hồng kiếp đồng loạt xuống. Phản phất là muốn đem tôn thiên triệt để bổ giống như chết. Thô to lôi trụ đem thiên địa chiếu rọi phá lệ sáng ngời, lại tinh hồng. Quanh. Cái hố bên trong thang người hoàn toàn bị lôi trụ bao trùm một lát sau, lôi đình co vào, biến mất. Mây đen cũng bắt đầu dần dần tán đi. Một luồng trùng sáng thông qua thưa thớt mây khe hở vải xuống đến, giống như ánh sáng hy vọng chiếu ở đen nhánh trong hố sâu. Trong hầm cháy đen một mảnh. Thậm chí đều thấy không rõ người độ kiếp tại vị trí nào. Lý Trường Sinh gặp kiếp vân rời đi về sau, đôi mắt ngưng tụ. Lập tức theo bạch hủy trên đầu nhảy xuống. Màu trắng vạt áo bởi vì nhanh chóng hạ xuống mà kịch liệt kích động. Chớ nhìn hắn vừa mới tại phan bân trước mặt thần sắc trấn định, trên miệng nói tin tưởng tôn thiên có thể nhưng trong lòng như thế nào chỉ có hắn tự mình biết rõ ràng hạ xuống tốc độ cực nhanh có thể rơi xuống đất lại rất mềm mại hắn một bên cẩn thận cảm thụ được tôn thiên khí tức một bên chậm rãi đi hướng đối phương nhìn lên trước mặt đen thang lý trường sinh cho mày quá yếu ớt nếu là không tra xét rõ ràng căn bản không phát hiện được ngay tại hắn vừa muốn hành động lúc kép một đạo nhỏ xíu nứt tiếng đột nhiên vang lên ngay sau đó bên trong thiên địa linh khí bắt đầu cấp tốc chuyển cuốn lại cuộn trào vòng xoáy linh lực không ngừng phóng tới cái hố trung gian khối kia đen thang. Theo linh khí rót vào, đen thang tán phát khí tức càng ngày càng rõ ràng, nhưng đây cũng chỉ là tương đối mà nói. Lý Trường Sinh thì là sắc mặt vui vẻ. Tuy nhiên sinh mệnh lực tựa như của kỹ ánh đèn đồng dạng, sáng tối chập chờn, rất là hoảng hốt. Nhưng đã bắt đầu dần dần ổn định lại. Đột phá cảnh giới lúc, sẽ có thiên địa linh khí chảy ngược, mà sau khi vượt qua thiên kiếp cũng là như thế, còn càng thêm hung mảnh. Đây là thiên địa cho ngợi khen. Sau đó, thanh âm kèn kẹt càng ngày càng nhiều. Cái kia đen thang thời gian dần trôi qua xuất hiện vết nứt, giống như mới sinh con gà con đồng dạng tại không ngừng phá xác. Lúc này thời điểm, Phan Bân cùng Lạc Thanh Giao cũng theo bạch hủy trên đầu nhảy xuống tới, đứng tại Lý Trường Sinh sau lưng cách đó không xa xem chừng lấy tình cảnh này. Lại một lát sau, vòng xoáy linh lực bắt đầu yếu bớt, cho đến tiêu tán. Thiên địa quay về bình tĩnh. Cứ như vậy trầm mặt ước chừng nửa nén hương thời gian, Lý Trường Sinh cảm giác được, tôn thiên thể nội sinh mệnh lực bỗng nhiên tất cao cái kia là trước kia từ trong thiên kiếp lấy được tinh túy sinh cơ. Một mực chôn giấu tại tôn thiên thể nội chỗ sâu, tại lúc này rốt cục bắt đầu nở rộ. 3. Chỉ thấy khối kia phủ đầy vết nứt đen than đột nhiên bò lên, theo động tác của hắn, trên thân thể than gia từng khối từng khối nhi bắt đầu rơi xuống. Hiển lộ ra bên trong non trạch màu da da thịt. Tôn thiên ngồi xếp bằng xuống. Đụng. Chỉ nghe một tiếng vang vọng, vô số màu đen than gia bốn ba mà bay. Lý trường sinh sắc mặt nhất thời một bên, trong nháy mắt vung tay lên một cái. Ngay sau đó một đạo đen nhánh viên cầu bỗng dưng hiện lên, đem hai người bọn họ bao phủ ở bên trong. Mặt linh trận. Phan Bân cùng Lạc Thanh Giao bọn người đều nghi hoặc nhìn trước mắt như mực hắc cầu. Tuy nhiên cái này đưa tay thành trận bản sự là thật đẹp trai, cũng là thật điểu. Nhưng em đẹp làm sao đột nhiên làm như vậy? Mặt linh trong trận. Chung quanh đen nhánh viên cầu đem Lý Trường Sinh cùng Tôn Thiên bao khỏa trong đó, nhưng kỳ quái là bên trong y nguyên trong suốt, có thể rõ ràng nhìn đến cảnh vật chung quanh. Hô! còn tốt tiểu gia phản ứng nhanh. Lý Trường Sinh nhìn lên trước mặt toàn thân trần trụi Tôn Thiên thở dài một hơi. Tôn Thiên trần trụi không trắng trợn hắn mặt kệ, nhưng là hắn đạo lữ thế nhưng là còn ở bên ngoài a. Tuy nhiên tình cảnh hiện tại cũng không ai sẽ để ý, nhưng nhìn thấy nhiều ít vẫn là có chút không thích hợp. Tôn Thiên lúc này toàn thân khí tức không ngừng lưu động, hiển nhiên cảnh giới còn không phải rất vững chắc. Hắn mở ra hai con mắt nghi hoặc nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý Huynh! Ngươi đến đây lúc nào? Lý Trường Sinh giật giật khóe miệng nói ngươi cái tên này thật đúng là không muốn sống nữa a à. lại có tự tin cũng không thể làm như vậy a à. công thiên cũng là phản ứng lại cười hắc hắc sờ lên chính bình viên kia bóng loáng ách lão tử tóc đâu công thiên sửng sốt trong nháy mắt sau đó nhịn không được nhiều bắt vài cái xúc cảm rất tốt mượt mà bóng loáng nhưng là cam đây chính là ta lưu lại 20 năm đó a à. lý trường sinh nhìn cái kia như thế nhịn không được bật cười một tiếng ai để ngươi không cố gắng đổ kiếp phải làm những thứ này yêu thiêu thân có thể còn sống cũng không tệ rồi còn có công phu nhớ thương tóc tôn thiên quẩy oải thở dài một hơi việc đã đến nước này cũng chỉ có thể một lần nữa lưu lại Anh ngư hẳn là sẽ không ghét bỏ a à. đây lý trường sinh ném ra một cái màu trắng đang dược cho tôn thiên tôn thiên không do dự trực tiếp đem nuốt vào thân thể của hắn mặt ngoài tuy nhiên dựa vào trời kiếp bên trong sinh cơ khôi phục nhưng những cái kia nó chủ yếu vẫn là tăng lên tại hắn bản nguyên hạng mức cao nhất bên ngoài thực bên trong hư nguyên sinh đang dược lực tại tôn thiên thể nội nổ tung nồng đậm sinh cơ phun trào toàn thân cao thấp tôn thiên nhịn không được sản khoái kêu lên một tiếng lý trường sinh sắc mặt hơi đổi ngươi gọi thì kêu lớn tiếng như vậy làm gì cái này mặc linh trận cũng không cách âm a chính như hắn suy nghĩ dạng này hắc cầu phía ngoài phan bân cùng lạc thanh giao nghe được tôn thiên cái này kỳ quái về sau ánh mắt đều hơi cổ quái tôn thiên cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng vô cùng thỏa mãn hắn xuề bàn tay ra hung cuộn trào khí huyết chi lực như hỏa diễm đồng dạng bay lên. Theo thể lực khôi phục, khí huyết một cách tự nhiên cũng khôi phục lại. Chờ Tôn Thiên một chút vững chắc một chút tu vi về sau, Lý Trường Sinh cười nói. Còn không tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. Tôn Thiên cái này mới phản ứng được, hắn trước đó quần áo đều bị thiên kiếp cho anh không có. Trữ vật giới chỉ lóe lên, đạo thần Tông Thánh tử phục lập tức bọc tại trên thân. Lý Trường Sinh gật gật đầu, tiểu hỏa tử vẫn là rất đẹp trai, ngoại trừ cái đầu trọc kia. Ba. Nhưng, vỗ tay phát ra tiếng, mặt linh trận từ bên trên bắt đầu biến mất. Lý Trường Sinh cùng Tôn Thiên Thân ảnh xuất hiện ở Phan Bân cùng Lạc Thanh Giao trong mắt. Tiểu Thiên A. À. Chúc mừng A. À. Phan Bân cười đi lên phía trước đối Tôn Thiên Đạo. Tôn Thiên đối một tiếng này Tiểu Thiên vẫn là cảm giác có chút khó chịu. Gặp qua Bân tiền bối. Lạc Thanh Giao nhìn lấy Tôn Thiên trên thân hiển lộ ra đại thánh khí tức, hiếp hiếp mắt mắt. Đang suy nghĩ gì? Lý Trường Sinh đi đến bên cạnh nàng hỏi. Lạc Thanh Giao lắc đầu nói, Vốn đang đang nghĩ tới chút thời gian đã đột phá, nhưng hiện tại xem ra ta còn cần tiếp tục vững chắc căn cơ mới là. Này cũng không vội, bất quá ngươi cũng đừng học tiểu tử này làm như vậy chết a. À. Lạc Thanh giao nhịn cười không được một tiếng. Làm sao có thể? Ta lại không ngốc. Tôn Thiên, ta còn ở lại chỗ này đâu a. À. Nói đến Trường Sinh đối ngươi cũng thật sự là có lòng tin a, à, dưới tình huống đó hắn đều cho rằng ngươi có thể thành công. Phan Bân cảm thán nói. Hắn lúc ấy đều coi là Tôn Thiên tất chết rồi. Bằng sau cùng cái kia năm đạo hồng kiếp uy lực, khó có thể tưởng tượng Tôn Thiên là làm sao sống được. Tôn Thiên nghe nói như thế, đôi mắt lấp lóe đồng thời trong lòng cũng rất là cao hứng. Đây là bị công nhận cảm giác. Hắn cười nói, Lý huynh đã tin ta, vậy ta tự nhiên là sẽ không để cho hắn thất vọng. Không tệ. Lúc này thời điểm Lý Trường Sinh cái kia trong trẻo tiếng cười truyền đến. Ta Lý Trường Sinh huynh đệ làm sao có thể là hạng người bình thường. Hắn chậm rãi đi lên trước, nhìn phía xa xanh thẳm chân trời, một cổ chưa từng có khí thế nở rộ mà ra. Lý Trường Sinh ưỡn ngực ngẩng đầu, hai tay cõng ở sau lưng nói ra. Tu sĩ chỉ có ở các loại áp lực dưới, không ngừng vượt qua Long Đông mới có thể trưởng thành. Mà thiên tài cùng phổ thông tu sĩ khác nhau, ngay tại ở bọn họ có thế theo trong lúc này trổ hết tài năng. Lý Trường Sinh hai con mắt thâm thúy, dường như ẩn chứa nhìn thấu hết thảy tinh quang. Phiến thiên địa này tựa như là ao cá, mà chúng sinh, liền là sinh tồn ở trong đó từng cái từng cái con cá. Gió tác sóng xô không thể tránh né. Mà trong lúc này có thể ương ngạnh sống sót, mới xứng với xưng là tốt cá. Lý Trường Sinh hiếp lại trong mắt nổ lóe ra hào quang chói sáng, thanh âm thanh thúy, khiến người ta đinh tai nhức óc. Bởi vì cái gọi là sóng gió càng lớn, cá càng quý. Chương 548, Dưỡng Ngư Nhân, Xui Xẻo Tô Khanh Ngư Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Phan Bân ba người đều ánh mắt sáng lên. Cốt thích hợp ví von. Tuy nhiên cái này ý tứ có thể có rất nhiều phương thức để hình dung, nhưng Lý Trường Sinh phần này hình dung, cực độ ăn khớp. Đúng a. À cái này chư thiên không phải liền là một cái to lớn hồ nước sao bao quát bọn họ ở bên trong tất cả mọi người toàn bộ đều là bốc lên ở trong đó con cá tôn thiên đôi mắt kịch liệt lấp lóe lý trường sinh câu nói này nghe hắn nhiệt huyết sôi trào không hổ là lý huynh nhìn cũng là thấu triệt luôn luôn có thể nói ra khiến người ta thể hồ quán đính lời nói cho nên tôn huynh tại mảnh này ao cá bên trong ngươi muốn trở thành cái gì lý trường sinh nói xong quay người cười nhìn về phía tôn thiên hỏi tôn thiên nheo lại đôi mắt chăm chú đáp lại nói làm đầu kia lớn nhất cá phan bân âm thầm gật đầu không hổ là tề thiên tiên tôn chuyển thế lịch kiếp chi thân phần này giả tâm rất lớn hắn cũng xứng với thế nhưng là lý trường sinh lại lắc đầu nói quá nhỏ quá nhỏ tôn thiên nghi hoặc bố cục quá nhỏ phan bân lông mày nhướng lên kinh nghi nhìn lấy lý trường sinh cái này bố cục còn nhỏ đều đã là lớn nhất cá a chẳng lẽ lại còn có thể càng lớn a nếu là ta lý trường sinh chú ý đến ánh mắt của mấy người khóe miệng nhẹ nhàng câu lên từng chữ nói ra nói liền muốn làm cái kia dưỡng ngư nhân phù tọa thanh thạch đài tỉnh nhìn ngư nhi hí du ở chư thiên bên ngoài tiếu ngạo tuế nguyệt tranh cái này chính là ta bố cục lý trường sinh áo trắng múa tóc dài theo gió trương dương mặt mũi của hắn treo cười nhạt nhưng trên trán lại tràn ngập kiêu ngạo ba người đồng tử đồng thời hơi co lại phan bân cảm giác mình bố cục lập tức liền được mở ra nhỏ hắn bố cục sắt thực nhỏ. Liền xem như lớn nhất con cá lại như thế nào. Dù là có thế lực lên càng lớn bọc nước, cũng cuối cùng bất quá là một đầu bị khốn tại trong ao cá thôi. Lạc Thanh Giao nhìn lấy Lý Trường Sinh, trong đôi mắt đẹp dị sắc lưu chuyển. Tông Thiên thì là trong lòng tán thưởng. Theo Lý Huynh, luôn có thể thụ giáo rất nhiều, khai thác nhãn giới. Túng hồn kỳ bên trong. Cổ ma nghe được Lý Trường Sinh lời này, ha ha cười nói. Ha 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 ha. Không tệ, liền nên có dạng này lòng dạ mới đúng chứ. Tiểu tử này khí phách đối lão tử miệng. Có bản tọa trợ giúp, nên cuồng lên, ngạo lên. Tề thiên tiên tôn cũng là kinh thán tại lý trường sinh hùng tâm, cũng không nghi ngờ đây là nói suông Bởi vì hắn cho rằng, hắn làm được. Thế nhưng là đang nghe cổ ma tiếng cười về sau, tề thiên tiên tôn khóe miệng nhịn không được có chút run rẩy Vừa mới tôn thiên khi độ kiếp ngươi cũng không phải nói như vậy. Người ta cùng ngươi liền nói là miệt thị thiên uy, không coi ai ra gì. Lý Trường Sinh cuồng cũng là khí phát gây ra, lòng dạ rộng lớn. Tốt xong tiêu. Một bên khác lạc nhật sơn mạch. Một đạo màu xanh trắng bóng hình xinh đẹp chính ở trong rừng không ngừng mà hướng ra ngoài lao nhanh. Không tệ, người này chính là Tô Khanh Ngư. Nàng lại lại chạy trốn. Từ khi 10 năm trước ở ngoại vi không cẩn thận đụng phải đại thánh cảnh giới vàng hát báo, bi thảm truy sát. Về sau nàng luôn luôn rất không may. Ở trong rừng đúng lúc gặp một cái treo ở trên đại thụ nhỏ tổ ong, bên trong chảy lộ ra ngoài quỳnh nhọn dịch để cho nàng ngấp nghé không thôi vốn cho rằng là một trận cơ duyên nhưng không nghĩ tới đột nhiên ra tới một đám đâm độc phong một đám liền một đám đi nàng sớm có đoán trước dù sao một cái tổ ông có thể có bao nhiêu chỉ nhưng nàng không có nghĩ tới những thứ này đâm độc phong lại là lấy cây đại thụ kia làm tổ ông ông đi ra mấy ngàn con tuy nhiên tối cao cũng liền tôn giả hậu kỳ không có thánh cảnh cấp bậc nhưng số lượng này chỉ là nhìn lấy liền tê cả da đầu một đám tôn giả yêu thú còn có dấu gai độc rơi vào đường cùng chỉ có thể đào vong. Thật vất vả nhảy vào trong hồ tránh thoát phong quần, vốn cho rằng tránh thoát một kiếp. Có thể còn chưa kịp thở vào, trong hồ một đôi lại một đôi màu xanh lá mắt sáng rực lên. Sắc nhọn xương cá. Lại là một cái quần cư yêu thú loại. Số lượng càng hơn phong quần. Em đi. Tô Khanh Ngư thầm mắng một tiếng liền vội vàng nhảy ra ngoài, thế nhưng là chưa đi xa phong quần gặp nàng sau khi ra ngoài lại đuổi theo. Đây vẫn chỉ là trong vòng 10 năm một đoạn ngắn nhạc đệm mà nàng 10 năm này sinh hoạt cơ bản tất cả đều là nhạc đệm. Có thể còn sống liền đã không tệ. Không phải sao, hiện tại thân sau chính đuổi theo một đám nhung sói xám. Nhung sói xám bình thường đều là độc hành yêu loại, nhưng yêu thú đều có một cái đặc tính, cái kia chính là nếu có thủ lĩnh thống ngự, liền sẽ tụ tập cùng một chỗ hình thành quần thể. Mà nàng ở trong rừng đúng lúc gặp một cái du đảng nhung sói xám, nhìn nó chỉ có thánh cảnh trung kỳ tu vi, nàng liền chạy ma luyện mục đích đem con yêu thú kia săn giết. Nhưng không nghĩ tới nàng vận khí rất tốt, giết cái kia vừa vặn là bọn này nhung sói xám bên trong thủ lĩnh bạn lữ. Tuy nhiên bọn sói này phần lớn đều là tôn giả cảnh, nhưng cũng có hơn 10 cái là thánh cảnh tu vi. Mà cái kia hình thể lớn nhất nhung sói xám càng là thánh cảnh hậu kỳ, gần như đỉnh phong. Nếu không phải nàng 10 năm này bị ép tiến hành đào vong kiểu đoán luyện, để cho nàng tốc độ rất nhanh, sức chịu đựng đủ mạnh, không phải vậy hiện tại đoán chừng đều đã lực nghĩ thành bọn này xuất sinh đồ ăn. Cô nãy nãy ta thật sự là gặp xui xẻo. Cái này lạc nhật sơn mạch là một chút cũng không ở nổi nữa người ta đều là tìm yêu thú khiêu chiến, ma luyện. Đến nàng chỗ này thành yêu thú tìm nàng. Tô Khanh Ngư thở hồng hộc đồng thời cũng đang không ngừng thầm mắng. Một lát sau, Tô Khanh Ngư rốt cục chạy ra lạc nhật sơn mạch, nhưng là sau lưng bầy sói lại như cũ chết cắn không thả. Tô Khanh Ngư quay đầu nhìn thoáng qua, có chút tức hỗn hển. Móa! Có bị bệnh không? Chưa thấy qua người sống. Tô Khanh Ngư hùng hùng hổ hổ cũng là không dám buông lỏng mảy may. Thẳng đến chạy ước chừng trăm dặm, linh lực của nàng đều hao phí đồng dạng nhiều, Thế nhưng là quay đầu một nhìn, ta thật sự là một loại thực vật. Tô Khanh Ngư triệt để phát điên. Vốn là tính khí nổ nàng thật sự là không chịu nổi. Quá hoang uổng. Uống a. À. Tô Khanh Ngư bước chân chỉ một thoáng một trận, lòng bàn tay lập lòe lên cường thịnh quan mang, bốn phía thiên địa linh khí không ngừng tụ tuôn ra mà đến. Ước chừng qua năm cái thời gian hô hấp, tại cái kia nhóm nhung sói xám tiếp cận đến khoảng cách nhất định về sau, nàng một chưởng oanh ra. Bạo phong chưởng cuộn trào linh xuất lực tiết ra tạo thành một cổ to lớn phong bạo vượt phía sau bao phủ mà đi sức gió bên trong chứa có từng đạo sắc bén phong nhận mang theo cường hãng cắt chém chi lực phía sau bầy sói lập tức ô ngao thẳng kêu lên đại lượng nhung sói xám bị đánh bay đồng thời trên thân thể cũng xuất hiện rất nhiều vết máu mà trước mặt một đống côn giả cảnh nhung sói xám càng là trực tiếp mất đi chiến đấu lực nằm rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi một kích thành công về sau tô khanh ngư lập tức lùi lại lần nữa chạy trốn Hy vọng một kích này có thể đem bọn này súc sinh đánh đau, không dám. Quay đầu liếc một cái Tô Khanh Ngư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không dám cái rắm. A a a a. Đến cùng có hết hay không a? À. Tuy nhiên bầy sói số lượng thiếu một tiết, nhưng còn tại điên cuồng đuổi theo nàng. Tô Khanh Ngư hiện tại vô cùng hối hận, vì cái gì chính mình muốn giết đầu kia sói cái. Hết lần này tới lần khác bài này lĩnh vẫn là một cái tình chủng. Nhưng là nàng linh lực trong cơ thể là thật nhanh sắp thấy đấy nhìn về phía trước càng ngày càng gần hồng sắc sơn mạch, Tô Khanh Ngư trong mắt lóe lên vẻ chờ đợi. Đến xí diễm sơn mạch, bọn sói này nên dừng tay đi. Cái này khi nàng nghĩ đến thời điểm, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên từ thiên khung bên trên truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo to lớn kim giáp hư ảnh chính từ trên trời giáng xuống. Cầm trong tay to lớn màu vàng gậy gộc hướng nàng phía sau bầy sói đập tới. Oanh! Chương 549, chương 549. Kình phong tàn phá bừa bãi, bão cát đầy trời theo sát mà đến chính là một mảng lớn hoảng sợ cùng thống khổ trống lên một tiếng tô khanh ngư sững sờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo tay cầm gậy gộc cao lớn thân ảnh chính đứng sừng sững ở bầy sói trung tâm tại chung quanh hắn trên mặt đất nằm bộ dáng chật vật nhung sói xám nhóm khanh ngư trong ấn tượng âm thanh quen thuộc kia vang lên tô khanh ngư lập tức vui mừng lên tôn thiên nàng vội vàng hướng đối phương chạy tới theo khoảng cách rút ngắn cùng bụi mù dần dần tán về sau một khỏa bóng loáng sáng loáng đầu lâu dẫn đầu đập vào mi mắt cái này trứng mặn là ai a à. nhìn lấy tô khanh ngư cái kia biểu tình quá dị tôn thiên cũng là khóe miệng co giật không khỏi sờ lên đầu của mình ngươi cái này tóc đâu a độ kiếp thời điểm bị bổ rơi mất độ kiếp ngươi đại thánh à nha tô khanh ngư kinh ngạc nói tôn thiên cười gật gật đầu trống lúc này thời điểm một đạo kịch liệt trống lên một tiếng từ phía sau vang lên một đạo cao lớn cự lan chậm rãi đi tới hai tròng mắt của nó tinh hồng, nhìn chồng chọc vào Tô Khanh Ngư. Dù là cảm nhận được Tôn Thiên áp lực, nó cũng không có lùi bước. Chính là cái này hai cước thú. Đem bạn lữ của nó giết đi. Thù này không đội trời chung. Cháu trời khẽ nhíu mày, nhìn hướng đầu kia nhung sói xám thủ lĩnh. Chỉ là một cái thánh cảnh thôi, làm sao dám. Trống. Nó đột nhiên nhanh chóng lao đến, thân thể hóa thành một đạo màu xám trường ảnh. Mục tiêu trực chỉ Tô Khanh Ngư. Phanh, một đạo trầm đục, đầu sói rơi xuống đất. Tôn Thiên nhìn lấy bị chính mình đánh ngất xỉu nhung sói xám thủ lĩnh không hiểu thầm nói, yêu thú không đều là su cát tị hung sao? Cái này chuyện gì xảy ra? Tô Khanh Ngư khóe mắt có chút co rúng, cũng là bất đắc dĩ nói. Cái kia, ta đưa nó bạn lữ giết đi, cho nên mới truy ta truy hung ác như thế. Tôn Thiên. Trách không được. Còn lại nhung sói xám nhóm vốn là muốn muốn chạy trốn, giờ phút này gặp thủ lĩnh nằm biến không do dự nữa, ào ào hướng lạc nhật sơn mạch chạy chạy trở về, không dám dừng lại một khắc. Tôn Thiên lắc đầu không tiếp tục để ý những thứ này yêu thú, mà chính là đánh giá một phen Tô Khanh Ngư. Không tệ a, à. Thánh cảnh hậu kỳ, mà lại linh lực còn như thế thuần hậu, xem ra những năm này cơ duyên của ngươi không ít. Hắn là thật cho là như vậy, chớ nhìn hắn hiện tại đã đột phá đại thánh, nhưng là Tôn Thiên tâm lý rõ ràng. Thánh cảnh tu sĩ muốn đề cao tu vi độ khó khăn cao bao nhiêu, liền xem như hắn, tổng thánh cảnh sơ kỳ đến bây giờ đại thánh cảnh giới cũng là dùng hơn 30 năm. Nói như vậy cho dù là 300 năm đều tính toán bình thường. Cũng tỷ như sư tôn của hắn vương chấn, tuy nhiên lúc trước thiên địa thừa cơ, nhưng là đột phá đến lớn thánh cũng là 200 tuổi, bây giờ hơn 500 tuổi kẹt tại đại thánh đỉnh phong, chậm chạp không có có thể đột phá đến chuẩn đế. Tô Khanh Ngư tuy nhiên thiên tư đủ cao, còn đuổi kịp thiên địa khôi phục. Nhưng chân chính thiên phú cũng chưa chắc theo kịp sư tôn của hắn. Cho nên hơn 20 năm có thể đến tới bây giờ trình độ đã là thật nhanh. Kéo xuống đi. Nào có cái gì cơ duyên? Nói đến đây, Tô Khanh Ngư không khỏi cắn cắn răng. ủy khuất có, nhưng càng nhiều vẫn là tức giận. Tuy nhiên nàng cũng bởi vậy đề cao thật lớn tu vi cùng tốc độ, ân. Tốc độ chạy trốn. Nhưng nếu như có thể, nàng cũng không muốn dạng này trưởng thành A. Nàng vốn là loại kia hào phóng nữ tử, dám liều dám làm. Có thể làm mạng sống mà chật vật hơn 20 năm, cái này khiến nàng vô cùng vô cùng biệt khuất. Lúc này, Tô Khanh Ngư chú ý tới chung quanh ánh sáng bỗng nhiên trở tối. Dường như thứ gì che đậy đến đỉnh đầu nàng ngẩng đầu nhìn lại thời điểm đồng tử bỗng nhiên đột nhiên rụt lại trong nháy mắt liền ôm chặt tôn thiên cánh tay thân thể nhẹ nhỏ run rẩy lên một đầu tự long cái kia vô ý tản ra khí tức để cho nàng cảm thấy một trận bất lực cùng tuyệt vọng không thể địch lại chênh lệch quá lớn mà tôn thiên thì là cười sờ lên đầu của nàng đối với trên nơi bất đắc dĩ nói lý huynh đừng đùa tô khanh ngư lông mày nhíu lại lý huynh lý trường sinh về sau theo một trận cởi mở cười tiếng vang lên cái kia cự long đầu rồng chậm rãi tung bay đi qua. Sau cung điện còn cao lớn hơn đầu lâu thẳng cụ đánh vào thị giác. Nhưng Tô Khanh Ngư trong lòng không khỏi siết chặt, ông lấy Tôn Thiên động tác càng dùng sức. Tôn Thiên cảm thụ được cánh tay trái mềm mại, sắc mặt có chút phím hồng. Đã lâu không gặp, Tô Cô Nương. Lý Trường Sinh xếp bằng ở bạch hủy đỉnh đầu, nhìn phía dưới Tô Khanh Ngư cười nói. Tô Khanh Ngư nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, lại nhìn một chút dưới người hắn đầu kia cự long. Dụi dụi con mắt bất khả tư nghị nói. Lý, thần tử. Khanh Ngư Lúc này thời điểm, một đạo thanh thúy nữ âm vang lên, Tô Khanh Ngư hai con mắt trong nháy mắt sáng lên. Lạc Thanh Giao ngồi tại Lý Trường Sinh bên kia, cho nên Tô Khanh Ngư vừa mới không thấy được. Giờ phút này nàng đem thân thể dò xét đi qua đối với Tô Khanh Ngư cười chào hỏi. Giao giao. Lý Trường Sinh gặp này thì là có chút ngoài ý muốn. Hai ngươi rất quen. Lạc Thanh Giao trong đôi mắt đẹp lóe qua hào quang, khóe miệng không nhịn được câu lên nói, là bằng hữu, ta cái thứ hai bằng hữu. Lý Trường Sinh nghe nói như thế cũng là có chút kinh hỉ. Hắn biết Lạc Thanh Giao tính cách, nó cũng không phải là loại kia ỷ vào tu vi liền xem thường người yếu người, ngược lại, nàng rất thuần túy. Không phải vậy ở kiếp trước cũng sẽ không sắp tới tình một đạo tu tới đại đế cảnh giới. Nhưng là nàng thanh lãnh tính cách liền đã chú định khó có thể dung nhập đại chúng. Mà lại tại thời đại kia cũng không có bất kỳ cái gì thiên tài có thể cùng nàng sánh vai, cái nào sợ rằng muốn nhìn đến bóng lưng của nàng đều khó mà làm đến, cho nên khó tránh khỏi sẽ từ hình tàm uế cũng là những nguyên nhân này đưa đến nàng cô độc. nếu không phải lý trường sinh đúng lúc xuyên việc về tới, nàng sợ là một người bạn cũng sẽ không tồn tại. lý trường sinh vì nàng cao hứng đồng thời cũng khó tránh khỏi đau lòng. cái thứ hai bằng hữu. nguyên lai lúc trước từ hắn sau khi rời đi, nàng thật liền không có lại giao qua bất luận cái gì bằng hữu. ngươi về sau sẽ không cô độc. lý trường sinh nắm thật chặt nắm bàn tay của nàng, nhẹ giọng lại nói nghiêm túc. lạc thanh giao sáng sủa cười một tiếng. từng. Lý Trường Sinh cùng Lạc Thanh Giao theo Bạch Hủy trên đầu nhảy xuống, Lưu Phan Bân một người ở phía trên. Tô Khanh Ngư lập tức buông ra Tôn Thiên, ngược lại cầm lên Lạc Thanh Giao tay ngọc, hai nữ cười bắt đầu trò chuyện. Lý Trường Sinh nghe bên kia liếu ríu cơ bản tất cả đều là Tô Khanh Ngư lại nói, nàng ngược lại là sáng sủa. Mà Lạc Thanh Giao trên khuôn mặt cũng là một mực mang theo nụ cười, có thể nhìn ra nàng tâm tình vào giờ khắc này rất tốt. Cười cười, Lý Trường Sinh nhìn về phía Tôn Thiên trêu chọc nói, thế nào? Cái này sống anh hùng cứu Mỹ cảm tưởng gì? rất thoải mái a." À. Tôn Thiên sờ lên đầu ngựa ngùng cười nói, "Khanh ngư gặp nguy hiểm ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Tôn Thiên xác thực cảm giác rất thoải mái. Loại này thoải mái không giống với trong chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, mà là một loại bị dựa vào được công nhận, chính mình nỗ lực cường đại có thể bảo vệ chính mình nữ nhân cảm giác thỏa mãn. Có chút nghiện. Lý Trường Sinh nhìn lấy Tôn Thiên biểu lộ liền biết trong lòng tiểu tử này khẳng định vụn trộn vui đây. Lý Huynh đến đón lấy ta cùng Khanh Ngư liền không cùng các ngươi một đường. Tôn Thiên nghĩ nghĩ nói ra. Ừ. Ngươi tiểu tử này là muốn độ hai người thế giới đi có phải hay không? Nhìn lấy Lý Trường Sinh cái kia khoa trương biểu lộ, Tôn Thiên khóe miệng nhỏ rút. Thiên địa chứng giám, hắn vừa mới có thể xác thực không có nghĩ như vậy, nhưng là có Lý Trường Sinh một nhắc nhở như vậy, tốt như vậy giống. Cũng không tệ ấy. Bây giờ ta cũng đột phá, hơn nữa còn phải cần một khoảng thời gian đến củng cố tu vi, Khanh Ngư mới thánh cảnh hậu kỳ, khoảng cách đại thánh còn có đoạn khoảng cách, cho nên đến đóng lấy ta suy nghĩ nhiều giúp đỡ nàng. Tôn thiên nhìn về phía một bên Tô Khanh Ngư, trong mắt xẹt qua ánh sáng nhu hòa. Vì ta có thể đều nghe được từ. Tô Khanh Ngư âm thanh vang lên, nàng xem thấy Tôn Thiên nhíu mày nói. Ta trước đó không phải nói a, à, ta không nghĩ. Ngươi cho tới bây giờ đều sẽ liên lụy ta. Tôn Thiên chăm chú nhìn nàng nói. Ngươi có lẽ biết ngươi đối với ta rất trọng yếu, nhưng ngươi lại căn bản không rõ ràng ngươi đối với ta mà nói đến tục cùng trọng yếu bực nào ngươi có sự kiêu ngạo của ngươi, ta đây hiểu. Ngươi không nghĩ cách ta quá xa, ta cũng hiểu. Cho nên khanh ngư, nhưng ta giúp ngươi đi. Nếu ngươi cảm thấy vẫn chưa được, vậy ta tình nguyện dừng bước lại, chậm đợi ngươi đến. Tiên lộ dài dằng dặc, tương lai xa xôi. Nếu ngươi không thể làm bạn với ta, những thứ này liền không có ý nghĩa. Chương 550, chủ động một số. Lý Trường Sinh nghe được Tôn Thiên lần này thâm tình tỏ tình, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Họa tào tiểu tử này cái gì thời điểm học được chân thành tất sát kỹ đây không phải ta thường dùng chiêu số a Cốt ngươi cái tôn thiên thế mà học trộn phan bân cũng là ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này chư thiên nghe đồn tề thiên tiên tôn cho tới bây giờ đều là không gần nữ sắc đó a chẳng lẽ nghe đồn có sai quả thật đúng là không sai tô khanh ngư nghe được lời nói này về sau đồng tử nhất thời rung lên kiều nhan nhiễm lên một tia đỏ hồng nhìn lấy tôn thiên ánh mắt ôn nhu đều muốn tan ra một dạng nàng nhếch miệng hai tay chắp ở sau lưng đi từ từ hướng tôn thiên tóc dài trong gió lưu động một mùi thơm tràn vào tôn thiên chắp mũi không đợi hắn cẩn thận ngửi một cái bờ môi liền bị một vệt hương mềm bao trùm tôn thiên không tự kìm hãm được phương vòng tay lượn quanh ở thân thể của nàng hai người cũng không có vừa chạm liền tách ra ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng lý trường sinh cùng lạc thanh giao đều há to mồm nhìn lấy tình cảnh này rõ như ban ngày ban ngày ban mặt hai người này tốt không xấu hổ một lát sau hai người chậm rãi tách ra Tô Khanh Ngư ghé vào Tôn Thiên trên lồng ngực, nhẹ nói nói. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy bản cô nương về sau nhưng là lại lấy ngươi đi. Ngươi chỉ có thể lại lấy ta. Tôn Thiên khóe miệng khẽ nhếch cười nói. Khụ khụ. Khụ khụ khụ. Đột nhiên, một đạo tiếng ho khan kịch liệt phá vỡ cái này mỹ hảo một màn. Thời gian không sai biệt lắm ừ, không có việc gì chúng ta có thể đi. Lý Trường Sinh đôi mắt sâu kính nhìn lấy hai người nói. Khanh Ngư, cùng ta đưa tiễn Lý Huynh. Tôn Thiên kéo Tô Khanh Ngư tay trắng cười nói không cần. Lý Trường Sinh một cái nhảy vọt nhảy tới Bạch Hủy trên đầu nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai vị nhã hứng. Đi thôi níp níp. Lạc Thanh Giao gật đầu cười cười, vừa muốn bay lên Bạch Hủy đỉnh đầu, nàng liền bị Tô Khanh Ngư cho kéo lại. Giao giao, nữ nhân nha, có lúc vẫn là muốn chủ động một điểm A. Tô Khanh Ngư đối với Lạc Thanh Giao chớp chớp mắt to truyền âm nói. Lạc Thanh Giao sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Từng. Bái bái Tô Khanh Ngư cười hì hì đối Lạc Thanh Giao vẫy tay từ biệt đợi hai người tại bạch hủy đỉnh đầu sau khi ngồi yên theo một đạo to rõ tiếng trống bạch hủy phóng lên tận trời thẳng lên vân tiêu tầng mây bên trong lý trường sinh đối tình cảnh vừa nãy vẫn là canh cánh trong lòng nghĩ không ra a à. chính mình lại có một ngày có thể bị tôn thiên cho cho ăn một miệng cẩu lương tiểu tử này trước kia không phải rất khờ sao quả nhiên ổn trọng bề ngoài phía dưới cất giấu một khỏa nhàm chán tâm lý trường sinh nói thầm lấy lạc thanh giao nhìn lấy phía trước lý trường sinh bóng lưng trong đầu lóe qua vừa mới tô khanh ngư cùng lời nàng nói muốn chủ động một chút a à. lạc thanh giao sắc mặt đỏ phơn phớt có chút ý động nàng muốn thử một chút lạc thanh giao nhẹ nhàng nâng lên bàn tay của mình chậm rãi vương hướng lý trường sinh muốn đụng vào bờ vai của hắn đúng rồi nít níp. lạc thanh giao nói đến thất tiên hư ta còn chưa có đi qua đây ngươi biết lý trường sinh vừa nói chuyện một bên quay đầu trông thấy lạc thanh giao cái kia dáng vẻ khẩn trương hơi nghi hoặc một chút ngươi thế nào là không thoải mái a à. chỉ thấy lạc thanh giao sắc mặt đỏ hồng dáng người ngồi thẳng tắp tựa như là rất nghiêm túc một dạng lạc thanh giao liền vội vàng lắc đầu nói không có không có việc gì a à. lý trường sinh đôi mắt chớp lên không thích hợp rất không thích hợp hắn trực tiếp xoay người lại mặt hướng lạc thanh giao ngươi ngươi làm gì nhìn lấy lý trường sinh cái kia tìm kiếm ánh mắt lạc thanh giao đôi mắt trốn tránh ừm um. có vấn đề có phải hay không tô khanh ngư đã nói gì với ngươi sao lại thế a à. nói thật tốt a à. lạc thanh giao thở dài thân là đạo lữ đây cũng là rất tự nhiên rất bình thường mới đúng nhưng vì cái gì nàng như thế bối rối đâu cảm giác thật là khó a à. chính là ta biết tính cách của ta có chút vấn đề cho nên ta nghĩ suy nghĩ gì muốn đối với ngươi chủ động một số lạc thanh giao nhẹ thẻ cắn cắn chính mình môi dưới thẹn thùng nhìn về phía nơi khác dạng này a à, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ Lý Trường Sinh cười nói. Sau đó hắn thân thể hướng phía trước vọt tới, ngồi xuống Lạc Thanh Giao bên cạnh, vươn tay vượt qua nàng trắng nõn cái cổ, hơi dùng lực một chút. Lạc Thanh Giao cũng không có phản kháng, theo Lý Trường Sinh lực đạo cùng hắn cùng một chỗ nằm xuống. Gối lên Lý Trường Sinh cánh tay, nàng cảm nhận được một trận an tâm. Nếp nếp tính cách mới không có vấn đề đâu. Lý Trường Sinh nhìn lấy thiên khung vừa cười vừa nói. Mỗi người đều là khác biệt, tính cách chính là lớn nhất rõ rệt khác nhau một trong, cho nên ngươi không cần vì nên hợp người khác mà đi tận lực cải biến chính mình, cho dù là ta. Ngươi chính là ngươi, là thần tông thần nữ, là đạo lữ của ta. Là thế gian này độc nhất vô nhị, Lạc Thanh Giao. Lạc Thanh Giao nghiêng đầu nhìn lấy Lý Trường Sinh cái kia gần trong gan tất khuôn mặt, có chút rung động lông mi dưới, là một đôi lóe ra rung động lòng người hào quang đôi mắt đẹp. Nàng không kìm hãm được đem đầu xẹt tới, môi son nhẹ nhàng khắc ở Lý Trường Sinh trên mặt. Lý Trường Sinh chọn lấy phía dưới lông mày cười quay đầu nhìn về phía nàng đây cũng không phải là tận lực. Lạc thanh dao đỏ mặt âm thanh nhỏ bé, không lắng nghe đều nghe không được. Vậy ta liền tận lực nha. Nói xong, Lý Trường Sinh trực tiếp đối với nàng môi son hôn lên. Phía sau ngồi đấy Phan Bân nhìn lấy hai người triền miên dáng vẻ, da mặt không ngừng run run. Có thể hay không chiếu cố một chút vẫn còn độc thân lão tiền bối A. Hãng thiên thế giới. Đông thắng đại lục, mãn hoang chi địa cửa vào. Từ nơi này có thể nhìn đến bên trong cái kia nhìn một cái vô tận sơn phong giống như trong rừng rậm đại thụ đồng dạng rắc rối dày đặc. Đây cũng là mãn hoang chi địa bên ngoài, thập vạn đại sơn. Qua cái này thập vạn đại sơn, liền coi như là tiến vào mãn hoang chi địa chỗ sâu. Thập vạn đại sơn nguy cơ tứ phía, bên trong yêu thú không giống với ngoại giới. Hung mảnh đồng thời còn cường đại dị thường. Khả năng ngươi gặp phải thứ một con yêu thú cũng là chuẩn đế cảnh giới. Hơn nữa còn có rất nhiều không bị người biết đặc thù giống loài, có thể là thượng cổ di lưu, cũng có thể là về sau tạo ra mới là yêu thú. Tại không biết cụ thể tin tức tình huống dưới, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Mà lại trong núi lớn hiểm địa nhiều đến kinh ngạc, có lúc tại bất tri bất giác tình huống dưới liền có thể trúng chiêu. Nhưng là nguy hiểm nhất cũng không phải là những thứ này, mà chính là chỉ cần bước vào mãn hoang chi địa, tu sĩ liền sẽ mất đi phương hướng cảm giác. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu cường đại tu sĩ thăm dò vào trong đó, mưa toan tìm kiếm cơ duyên, có thể là có thể đi ra lại lác đác không có mấy. Mà giờ khắc này, tại cửa vào này chỗ, liền có một đạo thân xuyên hắc vào thân ảnh đứng sừng sững. Lăng liệt đại gió thổi qua, vạt áo kích động đồng thời, một đoạn thời khắc, đỉnh đầu mũ trùng bị thổi xuống. Để lộ ra một trương gò má trắng nõn. Nếu có tu sĩ ở chỗ này, liền nhất định có thể đem nhận ra. Cửu thiên môn dư nghiệp, lưu thiên thành. Từ từ cửu thiên cửa bị diệt về sau, đạo thần tông còn bốn phía tìm kiếm lấy ra ngoài cửu thiên môn đệ tử. Rốt cuộc rất có thể còn có lưu la sát tiên vương khôi lỗi. Nếu là xác nhận vì khôi lỗi, liền trực tiếp chém giết. Không đúng vậy, đạo thần tông cũng sẽ không vì khó, nguyện ý có thể thêm vào thần tông không nguyện ý tự sẽ thả nó rời đi mà lưu thiên thành tự nhiên không là la sát tiên vương khôi lỗi nhưng hắn y nguyên sợ bên bị đạo thần tông bắt đến bởi vì hắn tu tà phát bình thường khó có thể phát giác huống chi còn có cửu thiên môn làm yểm hộ cũng không ai sẽ hoài nghi nhưng bây giờ khác biệt đạo thần tông nếu là phát hiện hắn nhất định sẽ tra xét rõ ràng tà tu sự tình một khi bại lộ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đứng lại lúc này thời điểm một đạo tiếng hét lớn từ phía sau truyền đến. Giữa không trung đến tới quan ảnh chính đang nhanh chóng lướt đến. Lưu Thiên Thành đôi mắt che lấp nhìn bọn hắn chầm chầm, cắn răng nói, đáng chết đạo thần tông. Đem ta bước đến thập vạn đại sơn, thật có các ngươi a. À. Dứt lời, hắn liền bỗng nhiên đứng dậy. Vọt thẳng tiến vào mãn hoang chi địa.